Hello các bác nhá. Đây thì con dao chặt 1 cân đây, em sẽ test thử cho bác xem luôn này. Đấy, đây là cái ống thép này nhá. Ống thép đây em chặt cho bác xem. Đây các bác này. Đây các bác thấy không? Đây. Chặt sát không hề hấn gì luôn. Đây các bác này. Đó, đây. Chặt sát này. Đó, các bác thấy chưa? Đây nhá. Chặt sát 100% luôn nhá, thực tế luôn nhá. Đây. Lưỡi dao không hề hấn gì luôn các bác này. Đó. Đây. Đây các bác thấy chưa? Đây nhá. Chặt sát đây nhá. Đó, đây. Bác chặt xương trâu xương bò cực kỳ ok luôn. Giá sẽ là 230.000 nặng 1 cân. Hàng made in Japan này. Đó, made in Japan. Hàng nội địa của Nhật, hàng của thương hiệu Murato. Chiều dài của dao thì nguyên phần lưỡi này khoảng là trên 20 cm. Đấy, khoảng 23 25 cm. Còn tổng thể của dao thì khoảng trên 30 cm. Rất dài, rất dày và rất to luôn. Bản này khoảng 12 cm. Và phần dày này của nó thì vào khoảng là 5 ly nhá, dày 5 ly, nặng 1 cân. Lên cho em là dao 1 cân nhá. Dao 1 cân, giá sẽ là 230k và bao ship cho bác luôn. Đó, lên cho em dao 1 kg nhá. Dao 1 kg, giá sẽ là 230.000. Tiếp theo thì nay bên shop về cho các bác cái dòng sản phẩm, đó là cái bọc cỗ nhá. Đấy, bọc cỗ. Giá thì cái này thì giá đang thanh lý cho các bác, giá cực kỳ là tốt luôn. Đó, giá cực kỳ là tốt cho cái một cái bịch bọc cỗ như này. Một bịch này của nó thì từ 80 đến 100 chiếc. Đấy, 80 100 chiếc. Các bác dùng để bọc cỗ, bọc thực phẩm, bọc thức ăn rất là ok luôn. Từ 80 đến 100 chiếc nhá. Đấy, đây các bác này. Đó. Thì rất là đơn giản thôi. Các bác dùng để mình bọc thực phẩm, bọc thức ăn rất là ok này. Đấy, bọc thực phẩm, bọc thức ăn. Đấy, nó sẽ có cái phần dây chun giãn này các bác này, dây chun giãn như này. Đấy, các bác chụp vào cái phần thức ăn cho em. Đó, rất là tiện ích luôn. Lên thêm là bọc cỗ nhá. Con này em đang bán là 25.000. Đợt này về cho bác giá chỉ còn là 20k cho một cái bịch bọc cỗ này thôi. Lên mã giúp cho em đó là bọc cỗ nhá. Bọc cỗ. Bọc cỗ giá của nó sẽ là 20k nha. 20k cho một bịch bọc cỗ như này. Tiếp theo thì nay bên shop về cho các bác cái dòng sản phẩm, đó là cái các bác lên mã giúp cho em đó là Phương ơi. Tiếp theo thì các bác lên mã giúp cho em đó là cái mã đai siết nhá. Một hộp này của nó là 26 chiếc và giá thì bên shop đang gửi tới các bác cái giá đó là 50.000 nhá. 50.000 cho một hộp đai siết như này. Hàng này thì nó sẽ là đây, các cái thông số của nó đây các bác này. Đấy, tổng của nó sẽ là đi 26 chiếc này, 26 chiếc đây. Các thông số kích thước của nó đây. Đấy. Thì có to, có nhỏ, có lớn, có bé, có những cái dòng phổ thông như này để cho các bác sử dụng này. Đấy, có hẳn dòng to, hẳn dòng nhỏ hẳn nhá. Đấy. Một hộp này của nó là 26 chiếc đai siết như này. Đấy, và giá thì bên shop đang gửi tới các bác cái giá đó là 50k nhá, 50k. Giá cực kỳ là hạt rẻ cho các bác luôn. Hàng thì cực kỳ chất lượng nhá. Hàng rất chất lượng cho các bác luôn. Xem cái hàng này là của nó là nguồn gốc là đâu các bác nhá. Đây các bác. Đấy, rất chất lượng cho các bác luôn. Đấy. Con này thì nguồn gốc của nó là hàng của Đức nhá, hàng của Đức đây. Đấy, Germany các bác này. Đấy, Germany đây. Hàng của Đức rất chất lượng cho các bác luôn. Nó có địa chỉ, có thông tin nhà sản xuất rõ ràng. Mã tem, mã vạch đồng hàng Germany nhá. Hàng của Đức. Giá thì sẽ là 50k nhá. Lên mã giúp cho em đó là đai siết nhá. Đai siết. Một hộp này là 26 chiếc. Và giá thì bên shop đang gửi cho các bác cái giá đó là 50.000. Một hộp đai siết như này. Đấy. Lên mã giúp cho em đó là đai siết này. Đó. Đai. Đai siết nhá. Đai siết giá của nó sẽ là 50k. 50k trên hộp 26 chiếc, rất rẻ luôn. Tiếp theo thì nay bên shop về cho bác cái dòng sản phẩm, đó là cái khăn rửa mặt nhá. Khăn rửa mặt. Đợt này thì về cho các bác thì giá sẽ tốt hơn một chút nữa nhá. Đó. Thì bên em bán lẻ sẽ là 20.000 cho 3 chiếc nhá. 20.000 cho 3 chiếc như này. Còn ưu tiên bác nào lấy cả bịch nhá. Cả bịch là 10 chiếc, giá thanh lý cho các bác chỉ có 50.000 thôi. 50.000 cho 10 chiếc luôn. Khăn tắm của Hàn Quốc nhá. Khăn tắm Hàn Quốc. Đấy. Giá cực kỳ hạt rẻ cho các bác luôn này. Đấy, một bịch này của nó là 10 chiếc thì bên shop bán lẻ sẽ là 20.000 ba cái. Kích thước của nó một chiều là 30 và một chiều là 50 nhá. Một chiều 30, một chiều 50. Đấy, khăn này thì các bác dùng để rửa mặt này, thấm hút mồ hôi tốt này, thấm hút nước tốt này, cực kỳ là sạch này. Đấy, và giặt phơi lên thì nó rất là nhanh khô. Đó. Giá thì sẽ là 20.000 trên 3 cái nhá. Đấy. Khi các bác mua lẻ thì nó khá là đắt, 20.000 trên 3 cái. Còn nếu bác nào ưu tiên mua cả bịch, em sẽ bán cho các bác cái giá đó là 50.000. 50.000 một bịch này 10 chiếc. Đấy, 50.000 một bịch này 10 chiếc. Thì tính ra các bác mua vào chỉ có 5k một chiếc này thôi. Đấy. Thì các bác mua đây, các bác mua lẻ thì nó sẽ là 20k này, là bằng 3 cái nhá. 20.000 bằng 3 cái. Còn mua cả bịch thì sẽ là 50k nhá. 50k là bằng 10 cái luôn. 50.000 bằng 10 cái, giá cực kỳ ưu đãi cho các bác luôn. Tiếp theo thì bên thuốc về cho các bác dòng sản phẩm, đó là cái thuốc kiến dán nhá. Đấy, đây. Thuốc này là thuốc dán nhá. Đấy. Các bác lên cho em là hộp thuốc dán.
cái dòng này nó sẽ là dòng viên. Đấy, dòng viên như này. Đấy, dòng viên như này thì rất là tiện này. Đấy. Thì ở đây nó thuốc là dòng thuốc sinh học rất là an toàn luôn, thuốc sinh học như này. Các bác cứ cho vào trong tủ quần áo này, hoặc là các cái vị trí nào ví dụ như là gầm bàn, gầm ghế, rồi tủ quần áo, tủ bếp các thứ đây. Nó là dạng thuốc sinh học như này. Đó, thì khi mà con rán nó sẽ ngửi thấy cái hơi thuốc này là nó sẽ chết thôi nhá. Thì nó rất là tiện luôn, hàng sinh học cực kỳ an toàn. Đây các bác này, đấy, ở đây thì nó sẽ hàng nội địa của Nhật đây, made in Japan các bác này. Đấy, made in Japan, hàng nội địa của Nhật cực kỳ an toàn với sức khỏe của con người. Đấy. Thì ở đây nó sẽ trị cho bác là kiến rán con này, rán tổ này, đấy, và tất cả các loại rán luôn, 1 2 3 4 này. Thì phần bán của nó là số 1 trên toàn thế giới luôn nhá, số 1 trên toàn thế giới luôn. Đó, hàng made in Japan, hàng nội địa của Nhật đây. Made in Japan qua này, đó. Lên cho em hộp thuốc rán, giá sẽ là 50k nhá, hộp thuốc rán này. Hộp thuốc rán. Hộp thuốc rán nhá, giá của nó sẽ là 50k trên một hộp như này. Rất nhạy các bạn, nhạy lắm, dùng thì cực kỳ là ngon luôn. Tiếp theo thì bên shop về cho bác sản phẩm đó là cái máy xay khô nhá. Con này công suất của nó sẽ là đây, công suất của nó sẽ là 250W điện 220V. Đấy, 250W điện 220V. Và dung tích của con này thì nó vào khoảng là đi nửa lít nhá, nửa lít. Đấy, khoảng 250 thôi. Đấy, chắc là khoảng 300-400 gì đây đây các bạn này. Đấy. Và các bác có thể dùng để xay tiêu, xay điều này, xay cà phê, xay các loại hạt thì ok. Các bác chỉ cần đậy nắp vào này cho em này. Đấy, nhấp như này là máy nó sẽ chạy này. Máy chạy tít lắm các bạn. Máy chạy tít dùng rất là ngon luôn. Đây. Đây các bác này. Đấy, rất tiện ích luôn nhá. Xay các loại hạt này, ngũ cốc, tiêu, điều đều được hết nhá. Lên cho em là máy xay khô nhá. Máy xay khô giá chỉ có 120.000 thôi. Máy xay khô này. Máy xay khô giá sẽ là 120k nhá, 120.000. Tiếp theo thì bên shop về cho các bác cái sản phẩm đó là cái thuốc trị đau xương khớp nhá. Các bác lên cho em là xương khớp bọ cạp. Con này thì bên shop đang bán cho các bác với giá là 40.000. Đợt này về cho bác cái giá chỉ còn là 30k cho một hộp xương khớp bọ cạp này thôi. Đấy, lên cho em là xương khớp bọ cạp nhá. Giá sẽ là 30.000 cho một hộp xương khớp bọ cạp như này. Thì con này dùng rất là tiện ích luôn. Được chiết xuất từ các cái dòng như là bọ cạp này, rắn này, thạch trùng này, rồi rết này, rồi cóc này. Đấy, là cái dòng thuốc nam của Nhật rất là tiện ích luôn. Các bác có thể dùng để mình bôi. Cái dòng này thì chuyên trị đau mỏi xương khớp, đau mỏi vai gáy, đau xương, đau xa, đau thắt lưng các thứ, bôi đều khỏi hết nhá. Dung tích của nó là 20g cho một lọ thuốc trị xương khớp bọ cạp của Nhật như này. Em bán có khách lấy cả 10 lọ luôn. Lên mã giúp cho em đó là xương khớp bọ cạp nhá. Giá thì bên shop đang gửi tới các bác cái giá đó là, lên mã giúp cho em đó là xương khớp bọ cạp, giá sẽ là 30k. Giá thanh lý cực kỳ tốt cho bác luôn, 30.000 cho một lọ xương khớp bọ cạp như này thôi. Giá thanh lý cực kỳ là ưu đãi cho bác luôn, xương khớp bọ cạp đây, nó có hình con bọ cạp như này nhá. Đó, giá sẽ là 30k trên một típ, em đang bán 40.000, thanh lý cho bác giá 30.000. Tiếp theo thì bên shop về cho bác sản phẩm đó là cái con súng thư giãn nhá. Ở đây thì nó sẽ bao gồm cho các bác là một cái súng như này và bao gồm cho các bác là 4 đầu massage. Thì các bác cứ lắp vào là mình massage cổ, vai, gáy, rồi nói chung là bắp tay, bắp chân. Đấy, giữ lì cho em là máy lên này, có 5-6 cấp độ dung này, các bác nhấn này cho em. Đó. Đây, các bác xem nó massage cái bắp tay này. Đó, rất tốt đúng không? Cho bắp đùi này các bạn. Đấy, dùng rất là mạnh luôn các bạn này. Đó, các bác thấy chưa? Đấy, cái bắp đùi em nó nháy lên này, các bác thấy chưa? Đó, dùng bắp đùi được cổ, vai, gáy, rồi đốt sống lưng, đốt sống cổ linh tinh và linh tinh. Đấy, các bác dùng chỗ nào cũng được. Đấy, hai vợ chồng mua về mình dùng cho nhau, hoặc là các bác có thể tự dùng cũng ok thôi. Đấy, nó sẽ có cho các bác là 4 đầu dùng này, 1 đầu này, 2 đầu, 3 đầu, 4 đầu dùng này, kèm một cái cáp sạc nhá. Đấy, nó hình khẩu súng như này, cho nên bên em gọi luôn nó là sẽ là súng thư giãn nhá. Đấy, nó sẽ là hình khẩu súng như này, cho nên bên em gọi nó là súng thư giãn này. Đấy, gọi nó là súng thư giãn. Giá sẽ là súng thư giãn này, súng thư giãn, giá của nó sẽ là 170k nhá, 170.000 cho con súng thư giãn như này. Tiếp theo thì bên shop về cho các bác cái lô ô tô đồ chơi này. Đấy, một hộp này của nó sẽ là 30 chiếc nhá. Giá này chỉ có 80k thôi. Các bác mua về cho trẻ em thì mình chơi sáng tạo rất là thích luôn này. Đấy, nó sẽ là dòng tự động chạy nhá. Đấy, các bác kéo con này nó chạy thôi. Đó, nó chạy rất là tít luôn. Đó. Kéo con này chạy rất là tít luôn các bác nhá. Thì rất là tiện này. Đây, con nó chạy. Đấy, con chạy rất là tít luôn. Rất là tiện. Thì để cho các em nó thả sức chơi sáng tạo này. Đấy. Một hộp này của nó sẽ là 30 chiếc nhá. 30 chiếc. 80.000 cho 30 chiếc ô tô này, mua về rắc khắp nhà luôn. Tha hồ thoải mái chơi sáng tạo, tránh xa điện thoại, máy tính bảng, rất là tuyệt vời luôn nhá. Đấy, lên mã giúp cho em đó là
ô tô đồ chơi nhá, ô tô đồ chơi giá sẽ là 80k đó. Lên cho em là hộp ô tô này, hộp ô tô giá sẽ là 80k nhá, 80.000 cho một hộp ô tô như này. Rồi ok, bó anh đi biển. Hello, chào các bác quay trở lại với shop Phạm Huấn nhá. Hôm nay thì bên shop lại tiếp tục cập nhật các mã hàng, thì em lại lên video trân trọng gửi tới các bác. Mã sản phẩm đầu tiên đó là bên shop về cho bác cái súng rửa xe nhá. Các bác lên cho em là súng rửa xe. Con này thì giá sẽ là 150.000, hàng thì cực kỳ chất lượng cho bác luôn. Các phần đầu kết nối này đều bằng đồng hết này. Đấy, bóp cực kỳ là ngon luôn nhá. Con này thì bóp ngoài như này nó rất là êm tay, các bác bóp nó rất là dễ, chứ không như cái súng truyền thống là nó có cái vòng ở đây thì các bác bóp nhiều khi nó cứ hãm tay, nó rất là khó làm. Đấy. Ngoài ra thì nó có các cái đầu van để mình kết nối đây, thì các bác có thể về để mình lắp đặt vào cho em. Đấy, có cái đầu van kết nối đây. Giá sẽ là 150.000, và cái này thì nó sẽ có cho các bác là xoáy tĩnh tiến như này để các bác có thể là xịt rửa xe này, hoặc là dùng để tưới cây này, rất là tiện nhá. Đấy đây, nó sẽ xoáy tĩnh tiến này, rất là tiện luôn. Đó. Lên cho em là súng rửa xe nhá, súng rửa xe. Giá sẽ là 150.000 cho một con súng rửa xe như này, rất tiện luôn. Các cái phần đầu kết nối này của nó đều bằng đồng hết này. Đấy, đầu kết nối bằng đồng hết. Con này thì dùng rất là xịn sò và tiện ích cho các bác sử dụng luôn. Đây. Đấy. Lên cho em là súng rửa xe nhá. Giá của nó sẽ là 150.000. Đây. Đấy, các cái hệ đầu kết nối như này. Bỏ anh cái bút đi. 150.000 cái súng rửa xe này các bác nhá. Cái bút. Tiếp theo thì bên shop về cho bác cái dòng sản phẩm đó là cái cân sức khỏe các bác nhá. Cân sức khỏe đây. Đấy, cái này thì các bác lên cho em là súng rửa xe này. Lên cho em là súng rửa xe nhá. Súng rửa xe giá sẽ là 150k. Đó, 150.000. Tiếp theo thì bên shop về cho bác cái dòng sản phẩm đó là cái cân sức khỏe này. Cân thì sẽ có kèm pin cho các bác luôn. Lô này về thì sẽ có kèm pin. Con này thì sử dụng rất đơn giản thôi, các bác cứ lắp pin vào cho em là xong. Đấy, ngoài ra con này thì nó có app để các bác có thể kết nối với Zalo hoặc là quét mã vạch để mình sử dụng, nó rất là tiện này. Đấy. Thì khi các bác kết nối thì nó sẽ giúp cho các bác là đo các cái cân nặng này, nhịp tim này, huyết áp các thứ nhá. Thì về nhà các bác tự kết nối thôi. Còn em giới thiệu cơ bản thì em chỉ bán cái này với công dụng là cân thôi. Cân thôi nhá. Còn về nhà các bác muốn sử dụng thêm các cái tính năng khác thì các bác tự tìm hiểu nhá. Đấy, em bán thì chức năng chính vẫn là dùng để cân. Đấy là cân sức khỏe. Các bác về các bác cân người để cân tính cân nặng thôi. Còn về nhà các bác muốn dùng như nào đấy là tùy các bác nhá. Đây. Có cập nhật nhiệt độ luôn, có cập nhật nhiệt độ đang là 27 độ C và có báo cân luôn. Đây em sẽ cân thử cho các bác xem này. Đấy. Em thì hiện tại đang là 64,3 kg các bác này. Đấy, 64,3 kg, tức là 64 cân rưỡi. Đấy, 64 cân rưỡi gần 65 cân. Đấy. Đây nhá. Có các chức năng như này, về nhà các bác kết nối vào là các bác sử dụng thôi, rất tiện ích luôn. Lên mã giúp cho em đó là cân sức khỏe nhá. Giá sẽ là 130k, 130.000 cái cân sức khỏe như này. Tiếp theo thì bên shop về cho các bác cái dòng sản phẩm đó là cái ủng đi mưa nhé, ủng đi mưa. Đấy. Giá đợt này về cho bác giá tốt luôn, chỉ còn 90.000 trong cái bộ ủng đi mưa như này nhá. 90.000 trong bộ ủng đi mưa như này. Con này thì rất là tiện ích, các bác có thể dùng để mình đi mưa, đi ở khu vực nào mà bị mưa rồi lầy lội là các bác đi vào cho em. Con này thì các bác đi nó rất là rộng, nên các bác có thể đi xỏ hạ quả cả giày cả dép vào đây luôn. Cả giày cả dép các bác cứ đi vào. Đó, sau đó thì về nhà các bác chỉ cần giặt đi cho em là xong. Thì mình đi giày dép nó vẫn sạch sẽ mà nó ngon lành cho bác luôn. Nên cho em là ủng đi mưa nhá. Ủng đi mưa giá sẽ là 90k nhá. 90.000 cho cái bộ ủng đi mưa như này. Đây em sẽ có cái video thực tế cho các bác xem. Đây các bác này. Ủng đi mưa có khóa kéo và chốt cài, không lo bị thấm nước vào bên trong các bác. Có bo chun ở phần cổ nên nó không bị lỏng lẻo như các cái đôi ủng bình thường, mà còn giữ ấm được nữa. Đi những hôm trời mưa thì đỡ lạnh chân, đỡ ướt giày mọi người ạ. Đấy, giày dép các bác xỏ vào được hết nhá. Cái đế ủng chống chân trượt nên mọi người có thể đi đường bùn đất yên tâm nha. Nếu các bác thấy cần thiết thì ấn mua ngay ở giỏ hàng góc trái ạ. Đó, rất tiện luôn. Mưa mà có em này. Tiếp theo thì bên shop về cho bác cái đèn phễu nhá. Con này thì giá của nó sẽ là đèn phễu này bao nhiêu? 90.000 trong con đèn phễu siêu sáng như này, có kèm cho các bác là một dây và một cáp sạc này. Cái này là cái dây đeo lên đầu này và một cái cáp sạc như này. Giá chỉ có 90k thôi. Con này thì siêu sáng luôn các bác. Có cả cổng sạc ra cho điện thoại luôn, có báo pin các bác này. Đấy, siêu sáng luôn các bác nhá. Có chế độ sáng mạnh, sáng vừa và nhấp nháy này, rất sáng luôn các bác. Đấy. Có 3 chế độ sáng mạnh, sáng vừa và nhấp nháy này. Đây, cái pha của nó mà ban ngày các bác còn xem cái điểm sáng nó như này là các bác biết rồi, rất là sáng luôn nhá. Rất là sáng luôn. Đấy, và giá thì chỉ có 90k thôi. Các bác dùng để mình đi săn bắt hái lượm này, hoặc là soi dọi. Đấy, đề phòng mưa gió bão bùng rất là tiện luôn. Lên cho em là đèn phễu giá sẽ là 90k nhá. Đấy, nó sẽ hình cái phễu như vậy. Lên cho em là đèn phễu này. Đèn phễu giá của nó sẽ là 90k nhá. Tiếp theo thì bên shop về cho bác sản phẩm đó là cái đèn tròn. Con này thì bao nhiêu nhỉ? 80.000 trong con đèn tròn như này, bao gồm một đèn, một điều khiển, một cáp sạc. Đấy, một đèn điều khiển, một cáp sạc đây.
Mặc định của nhà sản xuất thì nó sẽ là pin của nó là dung lượng là 2500 mAh và có sạc năng lượng mặt trời nhé. Và ngoài ra thì con này nó sẽ có cho các bác là công suất của nó là 120W theo mặc định của nhà sản xuất này. Đấy, có các chế độ ở đây. Đấy, và các bác có thể dùng trực tiếp như này hoặc là dùng qua điều khiển cũng ok. Điều khiển đi về nhà các bác lắp pin vào cho em nhé. Đó. Giá thì sẽ là 80k cho một con đèn như này, có năng lượng mặt trời luôn thì các bác dùng nó rất tiện. Đấy, có sẵn cả pin cho các bác luôn. Đấy. Giá thì chỉ có 80.000 thôi. Lên mã giúp cho em đó là đèn tròn nhá. Đèn tròn này. Đèn tròn. Giá của nó sẽ là 80k nhá. 80k cho một con đèn tròn như này. Tiếp theo thì bên shop về cho bác là dòng sản phẩm đó là cái bộ nồi 5 món nhá. Đấy, lên theo là bộ nồi 5 món này. Đấy. Giá này sẽ là 140.000 cho 5 cái nồi như này. Hàng này thì nó sẽ là vừa phải thôi, không quá dày các bạn, không quá dày, vừa phải thôi. Và cái này của nó thì nó đều có bọc túi bóng chống xước hết này. Về nhà các bác bóc ra cho em. Đấy. Sản phẩm thì sẽ bao gồm cho các bác là cái nồi này là to nhất sẽ là 24 cm và cái nhỏ nhất là 16 cm. Đấy, thì cứ nồi nào là vung đấy nhá, nồi nào vung đấy như này. Thì các bác dùng nó rất là tiện luôn. Đấy, về nhà các bác có thể dùng để mình đựng thực phẩm, đựng thức ăn này. Ưu điểm của nó là cái nắp vung này của nó bẹt thì các bác có thể để chồng với nhau được. Đây, mình cứ chồng với nhau như này. Đấy, còn không trồng nữa thì lúc mình lại bỏ gọn rồi, nó rất là gọn. Con to nhất là 24 cm và con nhỏ nhất là 16 cm. Đây. Đấy. 140.000 cho 5 chiếc nồi như này. 5 chiếc nồi như này, rất tiện ích luôn nhá. 1 2 3 4 5. 5 cái nồi như này dùng rất là tiện này. Đấy. Và không dùng nữa thì các bác lại trồng vào nhau cho em. Đấy. Cứ làm nồi nào vung đấy nhá. Đấy, nồi nào vung đấy. Từ to đến nhỏ. Đấy, nồi nào vung đấy. Đấy, trồng vào rất là gọn luôn. Đấy, thấy không? Đây. Đấy. Rất là xinh luôn nhá. Đấy, rất xinh luôn. Đấy. Combo cho các bác luôn. Mình không dùng nữa thì mình lại bỏ vào trong tủ và bỏ vào trong mình lại cất đi. Đó, rất là tiện ích nhá. Đấy. Cứ nồi nào vung đấy này. Đấy, rất tiện luôn. Đấy, các bác không dùng nữa thì các bác cất đi cũng rất là gọn. Còn dùng ví dụ như nhà có cỗ, có bàn, có công, có việc lấy ra. Đấy, lên cho em là bộ nồi 5 món nhá. Bộ nồi 5 món giá sẽ là 180k. 140.000 5 món này. Giá sẽ là 140k nhá. Giá rất hợp lý luôn. Tiếp theo thì bên shop về cho bác sản phẩm đó là cái đệm ghế nhá. Con này thì nó sẽ là bằng silicone như này. Đấy, bằng silicone và thiết kế theo kiểu than tổ ong như này, rất là mềm luôn. Thì khi mà các bác đi lại thì mình sử dụng, mình ngồi thì nó sẽ là chống cho các bác là đau cột sống này, rồi các cái bệnh về trĩ là rất là ok luôn nhá. Đấy, nó có cái độ đàn hồi co giãn nhất định, rất là thích luôn. Và cái vải này của nó thì cái mặt dưới này là có lớp cao su non này, chống trơn trượt này. Mặt trên thì nó sẽ là dệt 5D thoáng khí này. Đấy. Và giá thì chỉ có cho các bác là 80k thôi. Lên mã giúp cho em đó là đệm ghế nhá. Đấy, đệm ghế này. Đệm ghế, giá của nó sẽ là 80k cho một con đệm ghế như này, 80.000 cho một đệm này. Đấy. Chiều dài của nó thì vào khoảng là 30/30 cm một chút, chiều rộng thì vào khoảng là gần 30 cm. Đấy, các bác ngồi là rất là vừa mông luôn, rất là ngon lành nhá. Đấy, giá rất hợp lý cho các bác luôn. Tiếp theo thì bên shop về cho bác sản phẩm đó là cái thảm 46 nhá. Đấy. Lô này về hoa văn màu sắc rất là đẹp và cái màu của nó là cái màu đất như này, rất là sạch này. Đấy. Thì bên em sẽ gửi màu ngẫu nhiên cho các bác thôi. Bác nào lấy nhiều màu thì là em sẽ chọn đủ màu. Đấy, đủ mẫu. Giá thì sẽ là một cái thảm như này, giá của nó sẽ là đi bao nhiêu nhỉ? Thảm 46. 45.000 cho một con thảm 46 như này. Hàng cực kỳ là dày dẫn các bác nhá, dày dẫn. Chất liệu của nó thì bằng nỉ như này, bằng nỉ như này và chống trơn trượt rất là tốt luôn. Bên dưới là cao su non, mặt bên trên thì bằng nỉ chống trơn trượt rất là tốt. Thì các bác có thể dùng rất là đa di năng luôn nhá, rất là đa di năng luôn. Đó, chống trơn trượt bên dưới cao su non, chống trượt bên trên thì nỉ thấm hút rất là tốt, siêu thấm hút luôn nhá. Đấy, siêu thấm hút luôn. Lên mã giúp cho em đó là thảm 46 nhá. Kích thước chiều dài của nó sẽ là một chiều 40 và chiều 60. Lên cho em là thảm 46. Thảm 46 giá sẽ là 45k nhá. 45 đúng không? 45.000 cho một cái thảm 46 như này, một chiều 40 và chiều 60. Rất là tiện, sạch sẽ, cái này các bác chỉ cần vỗ qua cái là sạch luôn. Đấy, vỗ qua cái sạch luôn nha các bác nhá. Rất là tiện luôn. Rồi ok. Đơn hàng từ 200.000 trở lên bên em đã bao ship, lưu ý các bác đã gọi điện không nhắn tin tránh việc trùng đơn, nhận hàng kiểm tra cùng với ship và cân nhắc trước khi mua hàng. Các số hotline của bên em các bác có thể liên hệ này. Cầm anh cái ổ vàng ở đây. Đấy, thì sản phẩm đầu tiên em lên cho bác đó là cái ổ điện vàng nhé. Con này thì nó sẽ có cho các bác là 5 chân này, cái ổ va đập ấy. Đấy, con này thì nó sẽ có cho các bác là 5 chân, 1 2 3 4 5, 5 chân cắm như này. Đấy, và có các cái dòng chân khó như này nhá. Con này thì các bác lên cho em là ổ vàng nhá. Ổ vàng, giá sẽ là 45k. Đó, ổ vàng. Con này là cái gì? B1 à? Ổ vàng giá sẽ là 45k nhá. Đấy. Ngoài ra thì bên shop cũng có một cái ổ điện như này, nó cũng là ổ vàng nhưng mà nó cùng tên, cho nên bên em sẽ lên nó là ổ B1 nhá. Ổ B1 giá sẽ là bao nhiêu? 65.000. 65k nhá. 65k cho cái ổ B1 như này.
Con này thì hai con này đều là dòng chống va đập hết này. Đấy, đập phá thoải mái chứ em. Đập phá thoải mái quá nhá. Đấy, dùng rất là thích này. Đấy, đập không hề có một cái vết cong vênh xít mẻ nào luôn. Đấy, không hề một vết xước luôn nhá. Chống va đập rất là tốt luôn. Hai con này thì đều là dòng chống va đập hết nhá. Con này thì các bác lên cho em là ổ B1 giá sẽ là 65.000, có đèn báo này. Về nhà các bác xoáy cho em hai cái ốc này ra, sau đó lật ngửa nó lên là mình kết nối dây vào đây chứ em. Đó, công suất rất là lớn luôn, lõi của nó đều bằng đồng hết, cắm rất là ngon. Đấy, còn con này thì nó cũng là dòng ổ đúc để chiến công trình nhá. Con ổ vàng này là 45.000. Đấy, ổ vàng 45.000. Còn con ổ B1 này sẽ là 65.000. Các bác muốn lấy con nào lấy nhá. Tiếp theo thì bên shop về cho bác sản phẩm đó là cái thước laser nhá. Đấy, đây nó sẽ là một con thước rất là tiện ích luôn. Các bác có thể dùng để mình đo đạc đa di năng cho các bác luôn. Có cho các bác là ba cái mực thước này, chéo, nghiêng và đứng này. Đấy. Có cái cản pin này các bác rút cái ra cho em. Đó, sau đó thì bật lên này. Đấy là nó sẽ là đèn led nó sẽ lên các bác này. Đấy đây, rất là sáng luôn các bác này. Các bác thấy không? Đó. Đây, em dọn tường cho bác xem này. Đấy, rất là xịn sò bác nhá. Đấy, mình có thể lấy góc vuông này, rất là tiện ích nhá. Lấy góc vuông các thứ đều ok hết này. Đấy. Và có tia ngang, tia dọc rất tiện. Con này thì giá sẽ là 90.000. Lên mã giúp cho em đó là thước laser nhá. Giá sẽ là 90k cho một em như này. Các bác có thể dùng để mình làm thợ làm nghề hoặc là sử dụng chế cháo vào trong gia đình nhà mình cũng rất là ok nhá. Lên mã giúp cho em là thước laser nhá. Thước laser này. Thước laser giá sẽ là 90k. Tiếp theo thì bên shop về cho bác đây. Sản phẩm đó là cái bộ vít xanh nhá. Giá sẽ là 40k cho một cái bộ vít xanh như này. Bao gồm cho em là một đầu vít này, một đầu vít, một tay nối dài và một tay nối dài và 30 đầu vít như này. 30 đầu vít to nhỏ lớn bé dẹt tròn đầy đủ cả thì các bác dùng nó rất là tiện. Đấy, có đầu to, đầu nhỏ, đầu lớn, đầu bé, lục giác, ba khe, tròn, mũi khế đều có hết nhá. PH1, PH2, PH3 lắp vào đây cho em là mình sử dụng này. Rất là tiện luôn. 40k trong cái bộ vít như này thì các bác nên dùng. Đấy, rất là tiện ích này. Đó, thay tháo đầu rất là đơn giản thôi. Rất là ngon lành nhá. Giá thì chỉ có cho các bác là 40.000 cho một cái bộ vít như này thôi. Các bác dùng để mình làm thợ hoặc nghề hoặc là sửa chữa lặt vặt trong gia đình rất là ok. Nó ưu điểm của nó có tới 30 đầu vít khác nhau luôn. To nhỏ lớn bé lục giác ba khe đầy đủ cho các bác luôn. Đó. Nên cho em là vít xanh nhá, giá sẽ là 40.000. Đó. Vít xanh, giá sẽ là 40k trong cái bộ vít xanh như này. Tiếp theo thì bên shop về các bác sản phẩm đó là cái con đèn cầm tay này. Con này thì một đèn một cáp sạc có pin năng lượng mặt trời luôn và có rất là nhiều đèn cho các bác đi kèm này. Đấy, một con đèn cầu này, một con đèn cầu khá sáng luôn. Tiếp theo là đến hai con đèn led hai bên này. Tiếp theo là một con đèn dọi như này, một con đèn dọi như này. Pha của nó cũng rất là dọi luôn, dọi khá là xa luôn các bác này. Đấy, rất sáng các bác này. Pha của nó dọi rất là sáng luôn các bác thấy không? Đây, ban ngày mà còn như này các bác biết rồi. Đó. Và nó sẽ có cho các bác là một cái tấm pin năng lượng mặt trời luôn. Đây, tấm pin năng lượng mặt trời có báo pin và có cả cổng sạc ra cho điện thoại luôn. Điện thoại hết pin các bác sạc cái này ra cho em. Đó, rất là tiện nhá. Giá thì sẽ là 100 cành. Lên mã giúp cho em đó là đèn cầm tay nhá. Đèn cầm tay, giá sẽ là 100 cành. Đấy. Đèn cầm tay này, đèn cầm tay. Cầm tay giá sẽ là 100k nhá, 100k. Tiếp theo thì bên shop về cho bác sản phẩm. Một con đèn nữa đó là đèn hộp nhôm nhá. Đây, con này là sẽ là đèn hộp nhôm, có dây đeo, cáp sạc đầy đủ cho bác luôn. Có cả 500 hit này để các bác đặt lên cái nào mà mình cần để giữ để chiếu sáng này. Và có cả máy lửa luôn. Đây, đèn thì rất là sáng các bác này. Đấy, sáng lắm, sáng chóe lên luôn các bác nhá. Đấy, các bác đừng nhìn trực tiếp vào nó như nhìn vào mặt trời rất là nguy hiểm các bác nhá. Đấy, rất sáng luôn các bác nhá. Rất sáng luôn các bác thấy không? Đó. Tiếp theo thì nó sẽ có cho các bác là cả máy lửa luôn, có cả chế độ nhấp nháy cảnh báo này. Đấy, có cả máy lửa đây. Máy lửa thì các bác giữ lì cái phím thấp này cho em là nó sẽ lên này. Đấy, giữ lì đèn lên là máy lửa lên. Đấy, các bác thấy không? Đấy. Và các bác giữ là nó lại tắt này. Giữ là nó tắt. Đấy, nó rất là tiện nhá. Đấy. Các bác giữ lì này cho em là nó lại tắt. Đấy. Và các bác giữ này nó đèn nó tắt là nó tắt, rất là tiện ích luôn. Đó. Giá thì bên shop đang gửi tới các bác cái giá đó là bao nhiêu nhỉ? Đèn hộp nhôm. Các bác lên cho em là đèn hộp nhôm nhá. Con này 100. Đấy, giờ gửi tới các bác giá chỉ còn 90k thôi, 90k. Lên cho em là đèn hộp nhôm. Đèn hộp nhôm này. Giá của nó cực kỳ sốc luôn, 90k cho một con đèn hộp nhôm như này. Tiếp theo thì bên shop về cho các bác cái dòng sản phẩm đó là cái găng tay lao động đây. Một bịch này của nó thì sẽ là 12 đôi. Và bên shop bán bịch cũng có mà bán lẻ cũng có. Các bác muốn lấy bịch thì lấy, mà lấy lẻ thì lấy. Đấy, một bịch của nó thì sẽ là 70.000 cho 12 đôi. Còn mua lẻ thì sẽ là 5 đôi là 40.000. Đây. Đấy, chất liệu của nó thì dệt 5D, giãn cực kỳ luôn, có cao su non này, chống trơn trượt này, cầm bút viết các thứ thoải mái luôn. Đấy, cầm bút viết thoải mái luôn các bác này. Đấy. Lên mã giúp cho em là găng tay lao động nhá. Găng tay lao động này. Thì lấy 5 cái, 5 đôi thì 5 đôi thì sẽ là 40k nhá. 5 đôi là 40.000. Còn 12 đôi thì sẽ là 70k. Đấy. Mua cả bịch nó rẻ. Đấy, cả bịch là một bịch như này là 12 đôi thì giá chỉ có 70.000 thôi. Đấy. Có là màu
màu xám, màu đen và màu xanh, thì bên em sẽ gửi màu ngẫu nhiên. Tiếp theo thì bên shop về cho bác cái dòng sản phẩm, đó là cái bộ hút thổi bụi chạy bằng pin nhá, hàng nội địa của Nhật đây, made in Japan các bạn này. Con này thì hút cực kỳ là khỏe luôn, đấy, các bạn thấy không, hút rất là khỏe luôn đây. Đấy, một cái biển như này nó hút phát một luôn các bạn này. Đấy, các bạn thấy không, một cái biển to như này mà còn hút được các bạn này. Đấy, thấy chưa, rất là tiện ích nhá, đó, rất tiện ích luôn các bạn này, đó, hút rất là khỏe luôn các bạn, hút rất là khỏe luôn này các bạn này. Đấy, nó hút cái túi bóng vào các bạn này, đây, các bạn thấy chưa, đấy, đây, cái túi bóng như này mà nó còn hút vào này các bạn này. Đấy, các bạn thấy chưa, hút rất là khỏe luôn các bạn này, đó, thấy chưa, đó, đây nhá, đấy, thấy không, đây, đấy, các bạn thấy chưa, cái túi bóng này nó còn hút vào được này các bạn này, đấy, rất khỏe luôn nhá, có các cái đầu như này, đầu thổi luôn, đầu này đầu thổi các bác lắp vào đây này, đấy, các bác lắp vào là nó sẽ thổi thôi, đây em thổi cho bác xem này. Đấy. Thổi cũng rất là mạnh luôn, các bác có thể dùng bơm phao, bơm bóng đều được này. Đấy, đây thấy chưa? Đấy. Thổi này rất mạnh luôn, đấy, rất mạnh luôn. Đó. Thổi rất là mạnh luôn nhá. Thổi thì lắp vào cái đít này xem. Đấy. Thì con này là chạy bằng pin nhá và có cáp sạc như này, có cáp sạc vào nhà bác cắm củ sạc điện thoại nhà mình. Ngoài ra thì nó sẽ có cho các bác là đầu chổi, đầu chiếc đầy đủ cho bác luôn. Đấy, các cái đầu chổi như này nhá, đầu chổi, đầu hút như này vệ sinh. Nên cho là hút thổi bụi chạy bằng pin. Bỏ thanh cái điện đây xem nào. Cái thổi bụi điện này. Hút thổi bụi bằng pin nhá, thổi bụi pin này, đó, thổi bụi chạy bằng pin nhá, giá sẽ là, cái này là cả hút cả thổi luôn, hút thổi bụi bằng pin giá sẽ là 100, 200 mấy, dòng dây điện này, 170k nhá, 170.000. Ngoài ra thì bên shop có cái con chạy bằng điện này, đấy, con chạy bằng điện này thì sẽ là 260.000 cho con bằng điện như này, công suất của nó sẽ là, đây, đấy, con này của nó thì nó sẽ là, vòng tua công suất của nó là 1000W luôn nhá, 1000W luôn, sử dụng điện 220V. Con này thì hút thổi cũng cực kỳ là khủng luôn. Đấy, con này thì hút thổi rất là khủng luôn. Đây, các bạn này. Đấy, rất là kinh khủng luôn các bạn này. Đây, em lắp vào cho các bạn xem. Con này 260.000. Thổi bay hết đi luôn các bạn này. Đây. Đây. Hết luôn các bạn này. Rách cái bóng luôn. Đây các bạn. Đấy. Thổi rất là thích luôn, các bạn thấy chưa? Đó. Và có cả đầu hút nữa, hút thì các bác lắp cái vòi này sang đây, lắp cái vòi này sang đây thì nó sẽ chuyển sang hút này. Đấy. Lắp vòi này chuyển sang hút này. Hút rất là mạnh luôn các bạn này. Đấy. Đây. Đây các bạn này. Đấy. Kéo vào túi bóng lên luôn này các bạn. Được chưa? Đó. Đó. Hút rất là mạnh nhá. Con này sẽ là 260.000. Con này là hút thổi bụi bằng điện nhá. Đây, đây là cái đầu lưới hút của nó này. Một con bằng điện, con bằng pin. Đấy, thì các bác muốn lấy con nào thì lấy, tiện con nào thì mình sử dụng con đấy. Gia đình to thì các bác muốn thổi lá cây, hút bụi ngoài sân, ngoài sướng các thứ thì dùng cái con chạy bằng điện này cho em cho nó khỏe. Đấy. Con này lên cho em là hút thổi bụi chạy bằng điện nhá, chạy bằng điện này. Giá sẽ là 260k. Đấy. Hút thổi bụi này, vừa hút vừa thổi luôn. Hút thổi này, hút thổi bằng điện 260.000. Tiếp theo thì bên shop về cho bác cái dòng sản phẩm đó là cái bộ quần áo mưa này. Đấy. Bộ này thì sẽ là 195.000. Đấy, bao gồm là cả quần cả áo luôn, cả quần cả áo. Đây, hàng đúng như trên hình như này các bạn này. Đúng như trên hình như này luôn. Hàng của thương hiệu Tú Phong. Đấy, hai lớp nhá, hai lớp mặc và đúng như này luôn. Rất đẹp, dày dẫn chắc chắn. Giá thì cỡ là cỡ to, cỡ XL thoải mái cho bác mặc luôn. Hàng dày dẫn chắc chắn. Giá thì sẽ là 195k nhá, 195k. Con này các bác ra ngoài cửa hàng mua họ sẽ bán cho bác khoảng 250 đến 300. Bên em bán 195.000 cho các bác thôi. Đấy, một quần một áo vào nhá. Tiếp theo thì bên shop về cho các bác cái sản phẩm đó là cái bộ rổ vuông này. Đấy, bộ rổ vuông như này, hàng nhựa của Việt Nhật, siêu bền và cực kỳ an toàn luôn, nhựa Việt Nhật này. Đấy, hai lớp. Một rổ và một chậu như này. Ba đôi nhá. Cứ một rổ một chậu cho em. Một rổ một chậu như này, bao gồm ba đôi. Con to nhất thì vào khoảng 35 cm và con nhỏ nhất này thì nó sẽ vào khoảng là đi 23 cm. Đây. Đây, nhựa của nó này. À, được rồi, thôi. Đấy, nhựa của nó này rất tuyệt vời luôn. Bao nhiêu chất nhựa của nó này, bỏ cho anh cái chai xịt chống thấm. Giá thì chỉ có cho các bác là 90.000 thôi. Lên mã đầu tiên là rổ vuông nhá, rổ vuông giá của nó sẽ là 90k cho một cái bộ rổ vuông như này, bao gồm là ba đôi. Tiếp theo thì bên shop về cho bác dòng sản phẩm đó là cái nắp cống nhựa ngăn mùi này, nắp cống nhựa ngăn mùi. Giá thì chỉ có 15k thôi. Con này thì tiện lắm, các bác mua về để mình để vào trong nhà tắm, nhà vệ sinh, toilet rất là ok. Ngăn mùi rất là tốt, 15k trong cái bộ nắp cống nhựa ngăn mùi như này. Đây em sẽ có video thực tế luôn. Từ hệ thống thoát nước nhà vệ sinh của mình, với những mùi hôi khó chịu và những con côn trùng không biết từ đâu trở lên, thoát nước kém và bị tràn ngập đã có cách giải quyết với chiếc rèm thoát nước thế hệ mới.
Vâng, ưu điểm vượt trội cơ chế khóa một chiều thông minh cùng với lớp cao su liền CPR tạo thành lớp bảo vệ vững chắc ngăn chặn mùi hôi và vi khuẩn xâm nhập dưới đường ống. Thoát nước dễ dàng gồm 4 cửa xoáy 360 độ giúp thoát nước nhanh và ổn định nhiều lớp lưới ngăn chặn rác mật hiệu quả. Bạn không phải lo đường ống bị tắc nghẽn hay tràn nước. An toàn tiện lợi dễ dàng bảo vệ sức khỏe bạn và gia đình, tiết kiệm chi phí thay thế các loại inox đất đỏ, kế hiệu quả kích thước phù hợp với mọi lỗ thoát nước giả hiện nay. Tôi thay thế nắp van cống nhà mình. Bạn đang gặp vấn đề với hệ thống thoát nước nhà vệ sinh của mình. Với những mùi hôi khó chịu và những con côn trùng không biết từ đâu trồi lên, thoát nước kém và bị tràn ngập đã có cách giải quyết với chiếc phiểu thoát nước thế hệ mới. Đấy, giá chỉ có 15k này các bác nhá. Tiếp theo thì bên shop về cho bác cái bình xịt chống thấm này. Đấy, con này thì công nghệ nano. Đấy, công nghệ nano Nhật Bản. Thì khi mà các bác xịt vào thì nó sẽ phủ lấp các cái bề mặt cho các bác rất là tốt luôn. Đấy, khi xịt thì các bác lắc đều lên cho em. Đó, sau đó thì mình bắt đầu xịt này. Đây, em sẽ xịt cho các bác xem nhá. Lắc đều lên cho em nhá. Đấy, đây các bác này. Đấy. Thì nó sẽ là cái dạng mà nano như này. Đấy, nano như này và nó là dòng cao su non. Thì khi xịt thì nó sẽ phủ lên các cái bề mặt rất là tốt này. Đây nó đang phủ lên các bề mặt này. Đấy, thì khi mà các bác xịt vào thì nó sẽ giúp cho các bác là lấp kín các cái lỗ hở rất là tốt luôn. Các cái vết nứt rất là tốt nhá. Máy trần nhà rồi là tường rồi là các vết nứt rất là ok. Giá sẽ là 50k nhá. Lên cho em là xịt chống thấm 50.000. Đây em sẽ có video thực tế luôn. Các bác này. Hiệu quả trên mọi bề mặt chất liệu. Chỉ với vài thao tác xịt đơn giản, tạo lớp phủ nano trên bề mặt, siêu cách dính, giúp hàn vá mọi vết nứt và chống thấm. Rất là tiện luôn các bạn này. Bề mặt vật liệu như nhựa, bê tông, sắt, thép, gạch men, thậm chí là bề mặt gỗ, cao su, hiệu quả lên đến 10 năm, không lo bong chóc. Đặc biệt, khả năng chịu nhiệt lên đến 80 độ C, chống tiêu cực tím bất chấp nắng mưa, giải quyết nỗi lo thấm sột cho bà con. Rất tiện luôn các bạn nhé. Nhận ngay siêu ưu đãi. 50k cho một bình các bác nhá. Đấy, xịt chống thấm mái tôn này, mái ngói này, rồi nói chung là các cái bề mặt thấm rột nứt các bác xịt vào cho em rất ok luôn. Giá này chỉ có cho các bác là các cái khe nứt như này, 50.000 một lọ nhá. Đấy, rất ok. Hello các bác, đơn hàng từ 200.000 trở lên bên em sẽ bao ship nhá. Lưu ý các bác đã gọi điện không nhắn tin tránh việc trùng đơn. Một số mã cực tốt thanh lý cho bác trong ngày hôm nay. Đó. Đầu tiên thì bên shop về cho bác cái máy tỉa lông mũi mini nhá. Tỉa lông mũi mini con này thì chỉ chuyên để tỉa lông mũi thôi, dùng sạc pin. Đấy, có kèm cho các bác một cái dây sạc như này nhá. Có kèm các bác một cái dây sạc như này. Về nhà các bác cắm cái củ sạc điện thoại nhà mình giúp cho em. Đó, rất tiện luôn. Và con này thì các bác chỉ cần bấm này là nó quay này. Đấy, dùng để tỉa lông mũi và cái này thì nó là dạng quay bên trong nên rất là an toàn nhá. Rất là an toàn luôn này các bác. Đấy, máy chạy cực kỳ là êm luôn. Đây. Máy chạy cực kỳ là êm luôn. Giá thì bên shop đang gửi tới các bác cái giá đó là 60k nhá. Lên mã giúp cho em cái mã đầu tiên đó là tỉa lông mũi mini, giá sẽ là 60.000 cho một con như này. Có kèm cho các bác một cái cáp sạc thôi. 60.000 cho một con tỉa lông mũi mini này các bác nhá. Đó, 60k. Tiếp theo thì bên shop về cho bác cái vòi vàng này. Con này thì chiều dài của nó vào khoảng là 40cm. Rất dài các bạn. Và cái đầu này thì có điều chỉnh được nước này và có thể ngoắt nhéo được này, có thể ngoắt nhéo được, rất là tiện luôn. Thì con vòi vàng như này về nhà các bác chỉ cần kết nối vào cái đầu nguồn nước nhà mình thôi. Đấy, mình có thể vặn đi vặn lại này, xoay tròn để mình xả nước rất là tiện. Lên mã giúp cho em đó là vòi vàng nhá. Vòi vàng giá sẽ là 35.000 cho một con vòi vàng như này, 35k. Thì các bác này khi các bác lắp vào nó sẽ như này. Đấy, lắp vào rất là tiện luôn. Đây. Đấy, rất tiện nhá. Có thể là mình vặn điều chỉnh rất tiện luôn. Đó. Rất tiện luôn các bác thấy không? Đó. Đấy, có thể xoắn tròn này, điều chỉnh này, rất tiện nhá. Giá thì chỉ có cho các bác là 35.000 thôi. 35.000 cho con vòi vàng như này. Đấy, đúng như trên video luôn nhá. Vặn vỏ này, điều chỉnh này, kết nối vào đầu nguồn nước này. Vòi vàng nhá, 35.000. Tiếp theo thì bên shop về cho các bác sản phẩm đó là cái bút thông mạch này. Con này thì bên shop sẽ lên nó là bút thông mạch nhá. Bút thông mạch 20.000 một chiếc và 50.000 ba chiếc nhá. 50.000 cho ba chiếc. Đây, đấy, nó sẽ là một con bút này rất là tiện này. Đây. Đây các bác thấy không? Đây. Cái nào con nào về mà nó hết pin thì các bác thay pin cho em nhá. Bên em có kèm pin sẵn đây rồi. Về nhà các bác có thể là thay pin và giúp cho em. Đấy. Hàng nó sẽ là để lâu thì nó có thể nó hết pin thì các bác thay pin mới vào cho em. Đấy, cái này bên em có sẵn pin rồi, lên cho em là bút thông mạch 20.000 một chiếc và các bác mua từ 3 chiếc thì sẽ là 50.000. Đây. Đây các bác này, rất là tiện luôn nhá. Đó. Rất tiện cho các bác sử dụng luôn. Đấy. Và các bác về các bác sử dụng nó rất là tiện ích. Đấy, giá thì rất là tốt cho các bác luôn. Về nhà các bác thay pin cho em. Lên cho em là bút thông mạch, giá sẽ là 50.000 ba cái, còn mua lẻ 20.000 một cái. Ngoài ra thì bên shop về cho bác dòng sản phẩm đó là cái bút cao su như này. Con này nó cũng là dòng để thông mạch. Đây, nhưng mà nó to hơn. Đây, đây to hơn. Con kia nó cũng đèn sáng như này thôi các bác nhá, cũng đèn sáng như này. Đó, nhưng mà con này thì nó sẽ to hơn một chút. Đầu nó là đầu phủ cao su như này thì các bác có thể dùng vừa làm bút thông mạch, đo điện, vừa làm tô vít được luôn.
lên cho em là bút cao su. Giá sẽ là 30.000 cho một con bút cao su như này nhá. Con này thì chắc chắn hơn, to hơn. Con này thì các bác chỉ dùng để thử điện thôi, nhưng con này vừa thử điện vừa làm tô vít được luôn. Đấy. Thì lên cho em là bút cao su. Giá của nó sẽ là 30.000. 30.000 thôi nhá. Tiếp theo thì bên shop về cho bác sản phẩm đó là cái đèn 20, giá sẽ là 110.000. Bao gồm là một đèn, một viên pin và một cáp sạc. Con này của nó thì nó sẽ là một cái dòng đèn siêu sáng và thân của nó đều bằng nhôm hết nhá, thân của nó bằng nhôm hết nên các bác dùng rất là tiện. Đấy, một viên pin hãng, dùng cực kỳ là ngon luôn. Đấy, một viên pin hãng, rất là tiện ích nhá. Đấy. Một viên pin hãng dùng rất là tiện các bác. Đây, lắp vào này. Đấy, lắp vào. Các bác lắp mà nó không lên thì các bác đảo cái chiều pin đi cho em. Đấy. Đảo cái chiều pin đi cho em là xong. Đó. Thì các bác lắp một chiều không lên thì các bác đảo chiều pin đi cho em là nó sẽ lên. Đấy. Rất là tiện nhá. Hoặc là nếu mà các bác lắp mà không lên nữa thì về nhà các bác sạc pin vào cho em. Đấy, hàng vận chuyển từ nước ngoài về để lâu nó hết pin. Lên mã giúp cho em đó là đèn đèn 20, giá sẽ là 110.000 cho con đèn 20 như này. Đèn 20 110.000. Các bác lắp pin đúng chiều cho em là sẽ lên nhá. Thứ nhất là lắp đúng chiều, thứ hai là xoáy chặt vào thì nó mới lên nhá. Đấy, vừa nãy em xoáy lỏng nó cũng không lên. Đó. Nó sẽ có cho các bác là ba chế độ sáng mạnh, sáng vừa và nhấp nháy này. Đấy. Và nó có thể zoom được này. Đấy, các bác có thể zoom như này. Con này thì rất sáng luôn đây các bác này. Đấy, khoảng sáng của nó rất là rộng luôn. Và mình có thể zoom điều chỉnh như này nhá. Đấy, các bác thấy không? Đây. Đấy, tùy theo mình chỉ cần đẩy ra như này vào này là xong. Zoom nó rất là nhanh. Đây, pha của nó này. Sáng khủng khiếp luôn các bác thấy không? Đây. Đấy. Điểm sáng của nó rất là lớn nhá. Ban ngày như này, ban đêm các bác dùng rất là thích luôn. Đấy, mình có thể pha điều chỉnh như này. Con này giá thanh lý cho các bác, giá cực tốt luôn. Giá không lợi nhuận nhá. 110.000 cho một con đèn như này. Lên mã giúp cho em đó là ở đây thì nó có cái đốc này để các bác lắp cho em 3 quả pin con thỏ nhỏ cũng được. Đấy. Lên mã giúp cho em đó là đèn 20. Đèn 20 giá sẽ là 110.000 một con nhá. 110.000 siêu sáng luôn. Đó, đèn 20 110.000 siêu sáng luôn các bác này. Đấy. Tiếp theo thì bên shop về cho các bác cái dòng sản phẩm đó là cái đây. Cái bình trà inox nhá. Dòng này thì là bình 4 lít. Đấy, bình 4 lít. Phương ơi. Dòng này nó sẽ là bình 4 lít này. Đấy, bình 4 lít này. Ở đây thì nó sẽ có cho các bác là 3 màu nhá. Đấy, 3 màu. Cái này còn hai lạng không? Nó sẽ có dòng 2 lạng và dòng 4 lạng nhá. Dòng 2 lạng và dòng 4 lạng. Đấy, giá thì con 4 lạng này là bao nhiêu? 4 lạng thì sẽ là 130k nhá. Dòng này sẽ là dòng 4 lạng này. 4 lạng 130.000 một con. Có 3 màu nhá. Đây. Hàng có ren xoáy như này, có ren xoáy như này. Bỏ cái môi ra đây cho anh. Hàng có ren xoáy như này các bác nhá. Đấy, có ren xoáy như này các bác này. Ren xoáy có gioăng cao su luôn. Đó. Con này thì giá sẽ là 130.000 cho cái bình 4 lạng. Ngoài ra thì bên shop có cho các bác là 2 lạng. 2 lạng có mấy màu? 2 lạng thì em cũng có màu đỏ đô này và màu vàng. Màu vàng giống này nhá. Còn 2 lạng thì giá của nó sẽ là bao nhiêu? 90k cho một con bình 2 lạng như này. Con 2 lạng này giá sẽ là 90.000 các bạn. Đấy, lên cho em là bình 2 lạng này. 2 lạng giá sẽ là 90k. Đó. Thì hồi đây rồi, không cần đâu. Con này nó con 2 lạng cũng có màu vàng luôn nhá. 2 lạng có màu vàng. Đấy, và màu đỏ đô như này. Hàng nội địa của Nhật. Con này các bác chuyên để đựng chè này, đựng cà phê này, đựng các loại hạt này, đỗ lạc này. Nói chung là đựng đồ khô thì cực kỳ tuyệt vời luôn. Nắp nó rất là kín, ruồi muỗi kiến dán không thể vào được. Các bác có thể đựng đường, đựng cà phê, đựng các loại hạt rất là ok. Hàng rất đẹp, rất chất lượng này. Có màu vàng, màu đỏ đô, màu inox sáng bóng như này. Đấy, rất đẹp các bác thấy không? Đây. Dày dẫn chắc chắn đẹp lắm. Giá rất là rẻ. Con này 130.000. Còn con 2 lạng này sẽ là 90.000 các bác nhá. 90.000. Tiếp theo thì bên shop về cho bác cái bộ môi này. Cái này 40.000 cái à? Môi. Đây, cái bộ môi như này các bác này. Đấy. Đây, một cái mẫu môi rất là đẹp cho các bác luôn. Đây. Đấy, một cái mẫu môi rất là đẹp như này các bác này. Đó, rất đẹp các bác này. Bên em về nó sẽ có 3 mẫu như này các bác này, 3 mẫu như này. Đấy, kích thước thì nó tương đương như nhau nhá, tương đương như nhau. Chất liệu thì khỏi phải bàn rồi. Nó sẽ là dòng inox 304, môi cực kỳ nhỏ gọn, võng môi, dễ làm, dễ múc và đứng nồi nhá. Khi các bác để vào nồi này nó rất là đứng như này này và khi múc ra nó rất là tiện. Đầu tiên là môi liền này. Tiếp theo là đến môi lỗ tròn này. Đấy, lỗ tròn. Và môi này sẽ là môi xẻng nhá. Đấy, môi liền, môi lỗ tròn và môi xẻng. Đấy, thì nó sẽ có 3 mẫu như này. Giá thì bằng nhau đều là 40.000. Các bác có thể lấy theo combo 3 chiếc hoặc là lấy môi lỗ, môi xẻng hoặc là môi liền. Tùy theo nhá. Cái này thì lên xem là môi liền này. Đấy, con này là môi lỗ này. Và con này sẽ là môi xẻng này. Đấy, 3 mẫu như này. Nó đều là môi.
đấy, môi hoặc là miền Nam thì các bác gọi thế nào đấy thì tùy, miền Bắc em gọi là môi các bác nhá, miền Bắc gọi là môi đó, môi liền này, đấy, đây là môi liền này, thứ hai là môi lỗ này, và thứ ba là môi xẻng này, đấy. Giá thì đều là 40k, hàng siêu dày dẫn các bạn, dày lắm các bạn, dày dẫn chắc chắn, rất tuyệt vời luôn. Tiếp theo thì bên shop về cho bác cái sản phẩm đó là cái bộ ví xanh này, 100.000 trong cái bộ ví xanh như này, đấy, 100k cho một cái bộ ví xanh như này, 100.000 các bác nhá, 100.000 cho bộ ví xanh như này, bộ này rất nhiều chi tiết luôn, tha hồ thoải mái sử dụng này, đấy, đây đầy đủ chưa các bác ơi, đẹp mê ly luôn nhá, đẹp mê ly luôn, 1, 2, 3 nói chung là tầm khoảng trên 10 chi tiết, có nạo gót chân này, 3, 4 cái bấm móng này, kìm cắt kéo cùng các kiểu con là điều luôn nhá, đấy. Giá thì chỉ có cho bác là 100k thôi. Lên mã giúp cho em đó là ví xanh nhá. Đấy, lên mã theo là ví xanh. Giá sẽ là 100.000 cho con ví xanh như này. 100.000 cho cái ví xanh như này nhá. Con này thì rất là tiện luôn. Đấy. Ví xanh 100k. Lên mã giúp cho em là ví xanh này. Ví xanh 100k nhá. Đó. Tiếp theo thì bên shop về cho bác cái dòng sản phẩm đó là cái phao nước này. Thì cái này dùng rất là tiện, cứ nước dâng lên là 1 cm là phao nó sẽ tự ngắt này. Đấy. Lên mã giúp cho em là phao nước nhá. Nước dâng lên 1 cm là phao nó sẽ tự ngắt, rất tiện cho các bác luôn. Đấy. Nước dâng lên 1 cm, phao tự ngắt, rất tiện các bạn. Đấy. Rất tiện và dễ sử dụng các bạn. Đấy. Giá thì chỉ có cho các bác là 70.000 thôi. 70.000 nhá. Đấy. 70.000 trong cái phao nước như này, đợt này về cho bác giá thì còn 60k thôi. Lên cho em là phao nước nhá. Đó. Phao nước giá sẽ là 60k. Giá siêu tốt cho bác luôn. Đây em sẽ có cái video thực tế luôn. Đây các bác nhá, hình ảnh thực tế luôn này. Đấy, xoáy vào này, rất đơn giản thôi. Đấy, xả nước xuống này. Đó, nước ngập 1 cm là phao sẽ tự đóng này. Rất tiện các bác nhá. Đó. Tiện lắm. Con này thì các bác dùng nó đa di năng được nhá. Giá thì chỉ có 60.000 thôi. Các bác bỏ hết cái phao truyền thống đi. Rồi ok. Hello chào các bác, quay trở lại với shop phản huấn nhá. Nay bên shop lại tiếp tục về các mã hàng thì em lại lên video trân trọng gửi tới các bác. Các bác xem kênh đừng quên cho em xin một nút like, một nút đăng ký kênh và chia sẻ kênh giúp cho em. Lưu ý các bác đã gọi điện không nhắn tin tránh việc chụp đơn nhận hàng kiểm tra cùng ship và cân nhắc trước khi mua hàng. Mã sản phẩm đầu tiên đó là bên shop về cho các bác cái mẫu đồng hồ dây da này, hàng siêu đẹp cho các bác luôn. Đây. Đấy, đồng hồ dây da hàng siêu đẹp cho các bác luôn nhá. Đây các bác này. Hàng rất là đẹp luôn. Đây các bác thấy chưa? Đó, dây da rất là đẹp luôn nhá. Và giá thì một cái mẫu đồng hồ dây da cực đẹp các bác nhá. Đấy các bác này. Đấy, đồng hồ dây da rất là đẹp luôn. Mặt này, đấy, mặt sáng đẹp các bác nhá. Con này thì bên shop đang gửi tới các bác cái giá cực kỳ là tốt luôn. Đấy. Giá của nó sẽ là 95.000 nhá, 95.000 cho một con đồng hồ như này. Đấy các bác lên mã giúp cho em đó là đồng hồ dây da nhá. Đồng hồ dây da giá sẽ là 95k đây các bác này. Đeo vào thì cực kỳ là mượt luôn các bác này. Đấy, lấy cái bút. Đeo vào cực kỳ là mượt luôn các bác nhá. Đấy, rất đẹp các bác này. Số dạ quang đẹp nhá, số dạ quang đẹp cho các bác luôn. Đấy, và có các cái trang trí các cái đồng hồ nhỏ trang trí bên trong đó, hồ nhỏ này trang trí thôi nhá, đó, rất đẹp các nhá. Lên mã giúp cho em đó là đồng hồ dạ quang này, à đồng hồ dây da nhá, đồng hồ dây da, đồng hồ dây da này, đồng hồ dây da nhá, dây da giá sẽ là 95k cho một con đồng hồ dây da như này. Tiếp theo thì bên shop về cho bác cái cọ rỉ nhá, cọ rỉ đây, cái này các bác thì dùng để đánh sắt này, đánh rêu này, rồi đánh bẩn, đánh xoong, đánh nồi đều được hết nhá. Giá sẽ là 15k cho một cái chỗ cọ rỉ như này đây. Các bác có thể dùng để mình chì cọ này, chì cọ đánh rửa này. Đấy, đánh rửa xoong nồi bát đĩa rồi nói chung là tất cả. Đây, rất là tiện nhá. Xoong nồi bát đĩa rồi đánh rêu, đánh mốc đầy đủ cho bác luôn. Nên cho em là cọ rỉ nhá, chổi cọ rỉ, giá sẽ là 15k cho một chiếc. Tiếp theo thì bên shop về cho bác dòng sản phẩm đó là cái dây điện vàng này. Một quận này của nó thì khoảng là 20 mét nhá, một quận này khoảng 20 mét. Giá thì bên shop đang gửi tới các bác cái giá đó là 150.000 cho một quận dây như này. Đấy. 150k các bác nhá, 150.000 thôi. Các bác lên cho em là dây điện vàng nhá. Chiều dài của nó khoảng 20m, có đèn báo này. Đấy, hàng nội địa của Nhật có đèn báo đây. Và có 1 2 3 4 chân cắm như này. Có 4 chân cắm có đèn báo nhá, 4 chân cắm có đèn báo. Con này thì dây của nó sẽ là dây 1.5 nhá. Lên mã giúp cho em đó là dây điện vàng. Con này thì giá bên shop đang gửi tới bác cái giá đó là 150.000. À, 150.000 một quận. Tiếp theo thì nay bên shop về cho bác con sản phẩm đó là con dao thái lỗ của Nhật này. Đấy, thái lỗ của Nhật. Đây. Hàng made in Japan này, made in Japan. Đó, đây, hàng siêu bén luôn các bác này. Đấy. Dọc giấy bóng cái loại giấy bóng dài như này mà em còn dọc được là các bác biết rồi. Đấy. Hàng siêu bén cho các bác luôn, giấy bóng siêu dài mà còn dọc được các bác nhá. Con này thì các bác dùng cẩn thận thì em là khéo đứt tay nhá. Đấy, dài thì phần lưỡi là 20 cm, tổng chiều dài của dao khoảng 30 cm. Có quai đeo như này, quai đeo hàng liền thân, siêu sắc bén cho bác luôn. Akatsuki này, đấy, hàng made in Japan. Đó.
Bên em là dao thái lỗ, con này giá của nó sẽ là 130.000 nhá. 130k cho con dao thái lỗ này. Đấy, bên em là dao thái lỗ. Dao thái lỗ giá sẽ là 130k nhá. 130k con dao thái lỗ như này. Tiếp theo thì bên shop về cho các bác cái dòng sản phẩm đó là cái các bác lên mã giúp cho em đó là cái đồng hồ vạn năng nhá. Đấy, đồng hồ kim. Lên cho em là đồng hồ kim. Đấy, con này thì sẽ là 200. Các bác lên cho em là đồng hồ kim nhá. Đấy, đồng hồ kim. Thì cái này các bác dùng để đo vôn, đo ampere kế, đo nhiệt kế đều ok hết nhá. Có kèm cho các bác một viên pin như này. Đấy, và các cái đầu để đo đây. Các bác có thể đo ôm này, đo ampere kế, đo vôn kế, đo nhiệt kế đều ok hết nhá. Đấy đây, các kiểu con này đều luôn. Đó. Ôm rồi ampere rồi DAC, ACV, nói chung là đầy đủ. Giá sẽ là 230.000, bên em đã bao ship cho bác nhá. 230.000, bao ship đến tận nhà cho các bác luôn. Giá rất hợp lý nhá. Một con đồng hồ như này. Con này thì hàng của Nhật cực kỳ cao cấp luôn. Nếu các bác mua bên ngoài thị trường nó phải 300-400 nghìn. Đấy, bên em bán giao đến tận tay cho các bác, giá chỉ có 230.000 thôi. Lên mã giúp cho em là đồng hồ kìm nhá. Đồng hồ kìm. Đồng hồ kìm giá sẽ là 230k bao ship. Tiếp theo thì bên shop về cho bác mã sản phẩm đó là cái đài FM của Nhật này. Đấy, đài FM của Nhật đây. Đấy, rất chất lượng cho các bác luôn. Có cả đồng hồ luôn nhá. Đấy, có cả đồng hồ luôn. Và con này thì nó đã tích hợp pin sẵn ở đây rồi. Về nhà có kèm thêm một cái cáp sạc pin đây. Đấy, cáp sạc pin bên trong này và một quả pin như này. Về nhà các bác dùng thôi. Hết pin thì các bác lại sạc pin vào cho em. Đấy, các bác để cho em chế độ FM là một này. Đấy, và vặn lên này. Đấy, vặn lên. Đấy, volume ở đây luôn. Bluetooth mode. Đấy, và các bác bắt đầu là mình dò nhá, mình dò này. Đấy. Các bác dò đây cho em này. Đấy. Đấy. Các bác cứ dò đây cho em. Đó. Là mình sẽ ra đài thôi. Các bác cứ nhả nha, mình dò là nó quen tần sóng rồi là các bác bật lên, là sau các bác cứ bật lên là có luôn. Đó. Rất tiện ích các bác nhá. Đấy, các bác cứ dò đây cho em này. Đó. Đó. Để mà tránh cái có thai ngoài ý muốn. Dạ vâng. Liên quan đến chủ đề là phòng tránh xâm hại tình dục trẻ em thì trong quá trình thực hiện chúng tôi nhận được nhiều ý kiến của các quý vị thính giả. Những bậc phụ huynh có hỏi là có những cái loại xâm nào ạ? Và làm sao để mà có thể nhận biết sớm được những cái dấu hiệu mà con em mình bị xâm hại ạ? Thực ra là xâm hại tình dục thì không phải là chỉ cần tiếp xúc bộ phận sinh dục với bộ phận sinh dục, người ta đã có những cái định nghĩa và quy định. Xâm hại tình dục qua lời nói, qua hành động, qua phim ảnh, rồi qua chuyện kể, rồi rất nhiều các vấn đề. Cho nên là để mà cái nhận biết được. Con này thì nó sẽ có cho các bác là đồng hồ này, có đài FM này và có kết nối cả MP3 Bluetooth nhá. Đó. Có cả kết nối Bluetooth luôn. Đấy thì giá sẽ là 260.000 cho một con đài FM như này. Bao ship đến tận nhà cho các bác luôn, nhận hàng các bác cứ kiểm tra ok thì mình thanh toán thôi em. Đó. Lên mã giúp cho em đó là đài FM nhá, giá sẽ là 260.000. Đó. Đài FM này. Đài FM 260k, 260.000. Tiếp theo thì bên shop về cho bác cái sản phẩm đó là cái nhang chầm đốt nhá, nhang chầm đốt. Một hộp này của nó thì nó sẽ bao gồm cho các bác là vào khoảng là từ 70 đến 100 vòng. 70 đến 100 vòng, và một vòng này thì các bác có thể đốt liên tục được cho em là từ 3 đến 5 tiếng nhá, từ 3 đến 5 tiếng. Đấy. Mỗi bánh như này là nó sẽ là hai vòng nhá. Mỗi bánh này là hai vòng, về nhà các bác tách ra cho em. Cái này của nó là chầm tự nhiên nhá, chầm tự nhiên. Đấy, được chiết xuất từ gỗ chầm tự nhiên, hàng cực kỳ là thơm luôn nhá. Đấy. Mùi thơm dịu nhẹ, dễ chịu, gỗ trầm tự nhiên rất thơm. Giá thì bên shop đang gửi tới các bác một cái hộp mà nhang trầm đốt như này, giá sẽ là 40k nhá, 40k cho một hộp. Các bác lên cho em là nhang trầm đốt nhá, nhang trầm đốt. Nhang trầm đốt này, giá sẽ là 40k thôi, rất rẻ. 40k trên một hộp như này mà tới 100 vòng, tính ra là vào có 400 con trên một vòng như này, rất rẻ luôn các bác nhá. Tiếp theo thì bên shop về cho bác cái mã sản phẩm đó là cái nồi lẩu 2 tầng này. Đây. Qua lên cho em là nồi lẩu 2 tầng. Rất tiện ích luôn. Các bác có thể dùng để mình chiên mình hấp này. Hấp hoặc là ăn lẩu này. Rán đều được hết nhá. Đây, tráng đá chống dính. Kích thước của nó là 27 28 cm, 28 cm nhá. Thứ nhất là các bác có thể dùng để chiên rán xào nấu ok hết này. Đấy, ăn lẩu này hoặc là hấp này. Nói chung là con này nó sẽ là nồi lẩu 2 tầng đa di năng, rất tiện ích luôn. Đây. Đấy. Điện 220, 28 sen, công suất của nó là 1000W, hàng siêu nóng nhanh luôn. Hả? Giá sẽ là 230.000, bên em bao ship đến tận nhà. Ôi giời ơi, giá rất ôi giời ơi luôn, giá siêu rẻ luôn nhá. Một cái nồi lẩu như này, đa di năng như này mà giá chỉ có 230.000 thôi.
rất rẻ nhá. Lên mã giúp cho em đó là nồi lẩu 2 tầng nhá, lẩu 2 tầng. Lẩu 2 tầng giá sẽ là 230k, bao ship, giá cực kỳ ôi giời ôi luôn. Tiếp theo thì bên shop về cho bác là dòng sản phẩm đó là cái ổ điện sạc nhanh nhá, 150.000 à. 150.000 cho một con ổ điện sạc nhanh như này. Cắm điện vào có đèn báo này, có 1 2 3 4 chân USB, 3 chân ổ cắm, 1 chân sạc nhanh. Đấy, các bác chỉ cần đặt điện thoại vào đây là sẽ có chức năng sạc nhanh cho các bác luôn, rất tiện. Để trên bàn như này vừa nghe nhạc, vừa sạc pin, vừa xem YouTube các thứ, vừa mở shop Phạm Huấn lên xem nhé. Có cả cầu dao đóng ngắt luôn, hàng cực kỳ xịn sò. 3 chân 4 chân USB 1 2 3, đấy, cắm cho anh dây điện thì nào, rất tiện luôn nhá. Lên mã giúp cho em đó là ổ sạc nhanh nhá, ổ điện sạc nhanh, ổ điện sạc nhanh này, ổ điện sạc nhanh, giá thì chỉ có cho các bác là 150k thôi. 150k đây, em cắm test thử cho anh em các bác xem luôn. Dây dài khoảng gần 2 mét nhá, đấy, mét mấy đến 2 mét đây. Cắm vào này, bật lên có đèn báo này, đấy, đèn báo xanh luôn nhá, sạc nhanh này, đấy, sạc nhanh này, đấy, báo pin luôn, ngon chưa? Đó, rất tiện luôn. Giá sẽ là 150.000. Có dây dài nhá, dây dài khoảng gần 2 mét các bác nhá, dây khá là dài luôn đấy, rất ok luôn. Lên cho em là ổ sạc nhanh 150.000. Tiếp theo thì bên shop về các bác sản phẩm đó là cái bộ gắp nóng này. Bộ gắp nóng đây, bộ này rất là tiện, bao gồm cho các bác khá là nhiều chi tiết luôn. Đấy, đầu tiên thì sẽ có cho các bác là một cái gắp kẹp như này này. Đấy, cái này để các bác kẹp mà các cái bát, cái đũa vào này, cái bát đĩa này. Đấy. Thứ hai là cái này chuyên để gắp đĩa. Đây, gắp đĩa này, các bác hấp thì mình đưa cái vành này ra này, đưa cái vành này ra mình kẹp đũa à, kẹp những cái đĩa, những cái khay vào này. Đấy, cái này thì để lót nóng này, cái này để bắt tay này. Đấy. Một bộ 4 món như này, giá thì chỉ có cho các bác là bao nhiêu? 50.000 các bác. 50.000 cho một cái combo 4 món thần thánh này. Đấy, các bác nhà bếp nhà nào cũng phải nên có một cái bộ này. Ví dụ như các bác hấp này rồi chiên rán này, đồ nóng này cần phải gắp ra mà không bị bỏng tay dùng cái này cho em. Lên cho em là bộ gắp bát đĩa giá sẽ là 50k. Đấy, bộ gắp bát đĩa 50.000. Đây sẽ có video thực tế luôn. Các bác sản phẩm bao gồm một cái bát đĩa. Các bác nhá. Đó, các bác xem hình ảnh còn em minh họa cho các bác xem. Kẹp vào này, bê ra này, rất tiện nhá. Chắc tay luôn đấy, đây là cái bắt tay này. Bộ sản phẩm này đấy, của họ còn thiếu một món này, của em còn có cả cái lót chống nóng ở dưới nữa cơ. Đó, họ có 3 thôi, của em 4 món luôn. Siêu tiện ích luôn. Đấy, anh em các bác thấy chưa? Đó. Rất tiện nhá. Rồi ok. Vâng, chào các bác quay trở lại với shop Phạm Huấn nhá. Các số hotline của bên em các bác có thể liên hệ. Lưu ý các bác đã gọi điện không nhắn tin tránh việc trùng đơn nhận hàng, kiểm tra cùng với ship và cân nhắc cái thương hàng. Đơn hàng từ 200.000 trở lên bên em sẽ bao ship. Mã sản phẩm đầu tiên em lên cho bác đó là cái chổi lông quất trần nhá. Giá của nó sẽ là 55.000. Ở đây thì nó sẽ bao gồm cho các bác là một cái phần chổi lông và một cái phần cán. Cái cán này thì các bác có thể kéo dài ra được nó khoảng từ 2m4 đến 2m, khoảng trên 2m4 một chút các bác. Đây. Về nhà thì các bác xoáy cái này vào cho em này. Đấy, đây là cái phần lông như này. Phần lông này thì nó là thuộc dạng lông tĩnh điện, cho nên là khi mà mình lau bụi thì nó sẽ quấn vào đây. Cái này có thể ngoắt nghéo này để các bác đưa vào các cái vị trí ngóc ngách này. Và các bác kết nối cái này vào cho em này. Đấy, kết nối cái này vào. Sau đó thì mình rút ra này. Đấy, rút ra cho em. Đây. Đấy, nó khá là dài luôn các bác này, khá là dài luôn các bác thấy không? Đó. Ưu điểm của con này thì nó có thể cho gọn và cho dài ra được, cũng rất là chắc chắn nhá. Thì các bác có thể dùng để mình cua bằng nhện bằng nhíp rất là ok. Này. Đấy, không dùng nữa thì mình lại thu vào như này. Thu vào như này thì nó sẽ ngắn hẳn vào như này, ngắn vào khoảng là 80 phân. Còn nếu các bác muốn ngắn hơn nữa thì các bác có thể là tháo ra. Đấy, thì tùy theo nhu cầu mục đích của các bác. Lên mã giúp cho em đó là chổi lông phớt trần nhá. Con này thì bên shop đang gửi tới các bác cái giá cực kỳ là ưu đãi luôn. 55.000 cho một cái bộ chổi lông phớt trần như này. Các bác lên cho em là chổi lông phớt trần, giá của nó sẽ là 55k nhá. 55k cho một cái bộ chổi lông phớt trần như này. Đấy, lên cho em là chổi lông phớt trần, giá sẽ là 55k. Đó, 55k nhá. Tiếp theo thì bên shop về cho bác dòng sản phẩm đó là kia củ sạc đa năng, hàng của thương hiệu iPhone này, iPhone 13 Pro Max nhá, hàng của iPhone. Thì dòng này của nó sẽ là bao gồm cho các bác là một cái củ như này. Một củ như này bao gồm là hai chân Type-C và hai chân Oppo như này nhá. Đó, hàng của iPhone. Con này thì các bác lên cho em là củ sạc đa năng, giá sẽ là 80.000 cho một con củ sạc đa năng như này. Củ sạc đa năng 80.000 các bác nhá. Tiếp theo thì bên em có cái sạc nhanh iPhone nhá. Sạc nhanh iPhone thì nó sẽ bao gồm cho các bác là cũng của thương hiệu iPhone luôn các bác này. Đấy, của thương hiệu iPhone luôn. Thì bao gồm các bác là một cáp dây như này và một cái củ như này, một cáp dây một củ như này. Chuyên dùng cho bật anh cái quạt đi.
chuyên dùng cho điện thoại iPhone. Con này thì chuyên dùng cho điện thoại iPhone nhá. Đấy. Con này thì một củ và một dây như này cũng chuyên dùng cho điện thoại iPhone. Giá thì sẽ là 60.000 nhá. Đấy, 60.000. Bà đang cái quạt đi. 60.000 lên mã giúp cho em đó là sạc nhanh iPhone nhá, sạc nhanh iPhone. Sạc nhanh iPhone này, sạc nhanh iPhone. Giá sẽ là 60k nhá, 60.000. Còn con này thì các bác lên cho em là củ sạc đa năng. Củ sạc đa năng, giá sẽ là, bỏ cái máy này cho anh luôn, sẽ là 80k nhá. 80k thì cái củ sạc đa năng như này. 80.000 thì cái củ sạc đa năng như này. Lấy cái thấy luôn. Cái Hàn Quốc luôn. Bên shop về cho bác mã sản phẩm tiếp theo đó là cái kem đánh răng của Nhật nhá. Con này thì hàng nội địa của Nhật Bản, 170g, chuyên chống viêm nướu, viêm lợi, đau lợi, chảy máu chân răng nhá. Hàng này của nó thì nó sẽ không phải là hàng có niêm phong đâu nhá, nó chỉ nguyên như này thôi. Đấy, về nhà các bác chỉ việc dùng thôi. Đấy, chống viêm nướu, viêm lợi, đau lợi, chảy máu chân răng, tinh chất gạo của Nhật nhá. Đây, cái màu đỏ này, chuyên chống viêm nướu, viêm lợi, đau lợi, chảy máu chân răng. Giá thì sẽ là, con này thì giá của nó sẽ là 70.000. Bao nhiêu? Cái này lên mã giúp cho em là kem đánh răng Nhật nhá, giá sẽ là 60k, 170g nhá. Tiếp theo thì bên shop về cho các bác cái kem đánh răng của Hàn Quốc nhá. Con này thì dung tích của nó sẽ là 120g, 120g. Con này thì tỷ lệ làm trắng răng lên tới 93%, hàng nội địa của Hàn Quốc đây. Made in Korea các bác này. Đấy, mã tem mã vạch đàng hoàng 120g. Đây. Đấy, giá thì sẽ là 40k nhá, 40.000 cho lọ kem đánh răng của Hàn Quốc này. Lên cho em là kem đánh răng Hàn Quốc. Giá của nó sẽ là 40k trên một típ nhá, 40.000 trên một típ. Tiếp theo thì bên shop về cho các bác cái dòng sản phẩm đó là cái máy thái rau các bác này. Đây, một con máy thái rau như này. Con này thì rất là tiện ích cho các bác sử dụng luôn. Đó. Bao gồm cho các bác là một thân máy này, một cái bộ lưỡi tròn này, một cái bộ lưỡi tròn như này và các cái bộ lưỡi như này. Đấy đây. Thì về nhà các bác cứ lắp cái lưỡi này vào cái lu tròn này là mình lắp tay quay vào đây là mình xoay này. Lắp tay quay vào đây mình xoay. Đó. Xoay thì là nó sẽ thái rau cho các bác rất là tiện. Giá sẽ là 100.000 cho một con máy thái rau như này. Đấy, đây em sẽ có cái video thực tế cho các bác xem cho nó trực quan sinh động luôn nhá. Con này thì rất là tiện luôn. Lên cho em là máy thái rau giá sẽ là 100k nhá. Đây, em sẽ có video thực tế luôn. Các bác này, nó giúp em tiết kiệm được rất nhiều thời gian trong việc chuẩn bị đồ ăn luôn đấy. Trước đấy, các bác thấy không, rất tiện luôn nhá. Giờ có cái máy đấy. Này thì chỉ cần xoay tay là xong, nhanh lắm luôn ạ. Dao của máy làm bằng inox nên bén lắm, thái các loại rau củ mềm cứng gì cũng được, thái cả thịt được luôn đấy nha. Em thích nhất là máy nhỏ gọn, không chiếm diện tích trên bếp như các loại máy khác, lúc nào cũng mang theo được, kể cả khi đi du lịch hay picnic gì đó. Nói chung cái máy này quá ok với em luôn, giá cả lại rẻ nữa, vì vậy cả nhà nên thử cái máy này đi. Đấy, rất tiện các bác nha, giá chỉ có 100 cành thôi. Tiếp theo thì bên shop về cho bác cái bếp ga mini này. À đây nó sẽ là một con bếp ga mini như này. Con này thì các bác dùng để mang đi du lịch, đi phượt, đi công tác đều được hết nhá. Đấy, lắp bình ga vào đây cho em. Có dòng đánh lửa tự động này. Và nó sẽ có cho các bác là cái chân đế rất là chắc luôn, hàng của Nhật cực kỳ cao cấp cho các bác này. Đấy, các bác đặt xong đặt nồi thoải mái nhá. Rất rộng luôn như một cái bếp ga bình thường. Đấy, xoáy bình ga mini vào đây cho em là xong. Đây chào em tí. Nhanh. Con này thì giá sẽ là 100.000 nhá. Lên mã giúp cho em đó là bếp ga mini nhá, bếp ga mini. Đấy, bếp ga mini giá sẽ là 100k. Đó thì con này rất là tiện để các bác có thể đun nấu các thứ rất là tiện luôn. Đó, rất tiện cho các bác nhá. Lên mã xem là bếp ga mini giá sẽ là 100k. Đó, 100.000 cho con bếp ga mini như này thì rất là tiện luôn. Đó, bếp ga mini 100k nhá, 100.000. Tiếp theo thì nay bên shop về cho bác cái dòng sản phẩm đó là cái các bác lên mã giúp cho em đó là cái miếng dán thải độc chân nhá. Một hộp này của nó thì bao gồm cho các bác là 50 miếng. Đấy thì về nhà các bác dán vào cái gan bàn chân thì nó giúp cho các bác là thải độc bàn chân rất là tốt luôn. Đây là cái miếng dán mà đây là gói thuốc này. Đấy, các bác bóc cái miếng dán này ra sau đó dán gói thuốc này vào là xong. Giá thì sẽ là 40.000 chỉ bằng một bát phở thôi nhưng mà nó giúp cho các bác thải độc gan bàn chân rất là tốt. Đấy, thải độc gan bàn chân rất là tốt nhá. Lên mã giúp cho em đó là miếng dán thải độc chân nhá, thải độc chân này. Thải độc chân giá của nó sẽ là, cầm điện thoại đây cho anh, miếng dán thải độc chân giá của nó sẽ là 40k cho một 40k cho một bịch như này nhá. Đấy, 40k cho một bịch như này. Tiếp theo thì bên shop về cho bác cái lọc rác này. Đấy, cái này thì về nhà các bác để vào chậu rửa bát này hoặc là các cái chậu mà nó có cái phần lọc như này, các bác đặt vào cho em. Đấy, khi đổ thì các bác cầm lên ra là đổ này. Cái lọc rác bình thường thì nó hay bị tắc nghẽn nhưng mà cái lọc rác inox này thì rất là tiện và sạch sẽ. Đấy, nó cái phần lỗ nó rất là nhiều và nó lưới nó dày cho nên là rác nó không chảy xuống được. Lọc rác inox giá sẽ là 15k nhá, 15k cho cái lọc rác inox như này. Lên cho em là lọc rác inox giá sẽ là 15.000, các bác chỉ cần đặt vào cái chậu rửa mặt à chậu rửa bát nhà mình là ok. Giá rất hợp lý cho các bác luôn. Tiếp theo thì bên shop về cho các bác cái dòng sản phẩm đó là một cái mẫu bình đây. Các bác lên mã giúp cho em đó là bình 20 nhá. Con này dung tích của nó là 2 lít. Giá thì bên shop đang thanh lý gửi tới các bác cái giá rất tốt luôn. Chỉ có cho các bác là
chỉ có cho các bác là một con bình như này. Giá của nó sẽ là này, đấy, một con bình rất là ngon lành như này, bằng inox nhá, inox 304, rất tiện và sạch sẽ nhá. Đấy, rất tiện sạch sẽ luôn. Giá thì bên shop đang gửi tới bác cái giá đó là 80k nhá. Lên mã giúp cho em đó là bình 20 này. Đấy, bình 20. Bình 20. Con này thì dung tích của nó sẽ là 2 lít cả vỏ nhá. 2 lít cả vỏ. Giá sẽ là 80k. Đấy. 80.000 cho con bình 20 như này. Đây các bác này. Đấy. Rất tiện ích cho các bác sử dụng luôn nhá. Đấy. Các bác có thể dùng để mình đựng nước lọc, nước uống này. Đấy, rồi đa di năng luôn. Rất tiện nhá. Giá thì chỉ có 80k thôi. Tiếp theo thì bên shop về cho bác sản phẩm đó là cái bàn chải vỉ nhá. Bàn chải vỉ. Con này thì cái cơ chế hoạt động của bàn chải này là giúp cho các bác là chống viêm níu, viêm lợi, đau lợi, chảy máu trên răng này. Đấy, khi nhà sản xuất người ta đã tính toán rồi. Đó. Và giá thì rất hợp lý cho bác luôn nhá. Lên mã giúp cho em đó là bàn chải vỉ nhá. Bàn chải vỉ này. Bàn chải vỉ giá chỉ có 25k thôi. 25k cho một vỉ này bao gồm 1 2 3 4 5 6 cái. 25.000 cho 6 cái bàn chải của Nhật như này. Và dòng này của nó thì là chuyên chống viêm níu, viêm lợi, đau lợi, chảy máu chân răng đây. Rất là tốt luôn. Giá rất hợp lý các bác nhá. Lên trên là bàn chải vỉ giá sẽ là 25k. Tiếp theo thì bên shop về cho bác sản phẩm đó là cái đèn ngủ đuổi muỗi nhá. Đấy, vừa làm đèn ngủ vừa là chức năng đuổi muỗi luôn. Lên mã cho em là đèn ngủ đuổi muỗi, giá sẽ là 45.000. Đấy, con này thì dùng rất là tiện luôn. Có chức năng đuổi muỗi cho các bác luôn. Vừa làm đèn ngủ vừa chức năng đuổi muỗi luôn. Giá sẽ là 45k. Đèn ngủ đuổi muỗi. Đèn ngủ này. Đuổi muỗi giá sẽ là 45k một cái nhá. 45.000 cái đèn ngủ đuổi muỗi này. Đây các bạn này, đấy thì đây nó sẽ là một cái đèn ngủ đuổi muỗi này. Đấy, rất là tiện luôn. Đấy, thấy chưa? Rất tiện luôn nha. Các bác chỉ cần kết nối nhấn nút thôi. Đó. Có chức năng đuổi muỗi và chức năng làm đèn ngủ luôn, rất là tiện các bạn này. Đấy. Rất tiện luôn. Đó. Rồi ok, 45.000 các bác nhá. Chào các bác, đơn hàng từ 200.000 trở lên bên em sẽ bao ship nhá. Lưu ý các bác đã gọi điện không nhắn tin tránh việc trùng đơn, nhận hàng kiểm tra cùng với ship và cân nhắc trước khi mua hàng. Các số hotline của bên em. Mã sản phẩm đầu tiên đó là bên shop tiếp tục về cho bác cái lô Atomat hàng nội địa của Nhật nhá. Hàng hai cầu chuẩn điện 1 pha 40A, hàng của nội địa của Nhật, made in Japan đây. Made in Japan. Hàng này thì hàng đa di năng nhá, chống chập, chống giật, chống quá tải, chống cháy nổ, ok hết các bác nhá. Đó. Hàng nội địa của Nhật đa di năng cho các bác luôn. Độ mới của nó thì vào khoảng là 90%. Độ mới khoảng 90%. Đấy. Con này thì chức năng của nó là chống chập, chống giật, chống quá tải đều ok hết nhá. 40A. Điện 220V này. Đấy, dòng dò của nó là 30mA, chống chập giật quá tải rồi cháy nổ ok hết, hàng nội địa của Nhật cực kỳ cao cấp cho các bác luôn. Đó. Giá sẽ là 180.000. Lên cho em đó là AD40A nhá. Đấy, các bác lên cho em là AD40A này. AD đại này, AD đại 40A. Giá sẽ là 180k nhá. 180.000 cho con AD đại 40A như này. Tiếp theo thì bên shop về cho con AD cóc 30A. Con này thì nó nhỏ bằng tầm khoảng 3 ngón tay. Đây. Nó tầm này các bác này. Đấy, tầm này, hai ngón tay như này. Đó, con này thì các bác chuyên dùng cho nóng lạnh, điều hòa, thông phòng các thứ, cũng là hàng nội địa của Nhật luôn. Đấy. Đây, hàng nội địa của Nhật cực kỳ chất lượng cho các bác luôn, made in Japan, hàng nội địa của Nhật 30A. Dòng dò của nó là 15mA. Con này thì các bác dùng cho nóng lạnh, điều hòa hoặc là các cái phòng nhỏ này. Đấy, hoặc quạt đóng ngắt, đặc biệt là bình nóng lạnh cực kỳ an toàn luôn. Chống giật, chống chập, chống quá tải. Lên cho em là AD30A nhá. AD cóc 30A. Giá sẽ là 110.000 nhá, 110k. Đấy, 110.000 cho con AD cóc 30A như này. Đấy. Hàng độ mới của nó lên tới 95%. AD cóc 30A 110.000. Tiếp theo thì bên shop về cho bác sản phẩm đó là cái con AD chống AD đảo chiều con này. Đấy. Con này thì nó sẽ là dòng đảo chiều và công suất của nó sẽ là 63A. Hàng nội địa của Nhật nó sẽ có cho các bác là đảo chiều như này. Thì các bác có thể sử dụng hai công tơ này hoặc là sử dụng cho máy phát cũng rất là ok luôn. Nhà các bác có máy phát này mà các bác cần thì các bác chỉ cần đóng ngược lên ngược xuống này cho em. Hoặc là nhà các bác sử dụng hai công tơ. Đấy, thì mình tiết kiệm điện thì nửa tháng mình dùng công tơ này, nửa tháng mình dùng công tơ kia là ok. Đó. Các bác lên trên là AD đảo chiều 63A nhá. AD 63. AD đảo chiều này. AD đảo chiều. Đó, lên cho em AD đảo chiều 63A. 63A giá sẽ là 110k nhá. 100 Lên cho em AD đảo chiều 63A, giá cũng 110.000 luôn. Tiếp theo thì bên shop về cho bác cái kẹo chuột nhá, 30.000 cho một lọ như này. Hàng này thì siêu nhạy cho các bác luôn. Đấy, hàng này siêu nhạy luôn. Chuyên trị chuột nhà, chuột đồng, chuột to, chuột nhỏ, chuột lớn, chuột bé, chuột đàn, chuột nhắt đều ok hết. Và dòng này của nó thì nó sẽ là hàng sản xuất ở Thái Lan, thị phần số 1 của Thái Lan luôn. Đây các bác này, đấy, Bangkok Thái Lan này các bác này. Đó, đây. Bangkok Thái Lan các bác này. Đó, rất tiện ích cho các bác sử dụng luôn. Các bác chỉ cần là rác ra các cái khu vực nào mà chuột nó hay qua lại hoặc là nó trú ẩn là nó sẽ ăn luôn nhá. Cái dòng này của nó thì một con đến ăn là nó sẽ kéo cả đàn đến ăn và chết cả đàn luôn.
Đấy, và nó sẽ là cái viên kẹo màu hồng như này thì nó sẽ rất là thu hút cái con chuột nhá. Đấy, lên mã giúp em là kẹo chuột, giá sẽ là 30k cho một lọ kẹo chuột như này, một hộp như này. Đây nha, mà kẹo chuột này, kẹo chuột giá sẽ là 30k. Các bác để cất đi tránh xa tầm tay trẻ em nhá. Tiếp theo thì bên shop về cho bác sản phẩm đó là cái đèn đây. Các bác lên mã giúp cho em đó là đèn học chống cận nhá. Đèn học chống cận, hàng nội địa của Nhật cực kỳ cao cấp cho bác luôn. Con này thì nó sẽ có sẵn một dây sạc này và nó sẽ có sẵn pin rồi. Đây. Đấy, của nó là 1A này, 2W đến 10W này, công suất của nó là 2W đến 10W, 3,7V. Con này dùng cực kỳ là ngon luôn đây các bạn này. Đấy, cảm biến này. Đây các bạn nhá. Rất tiện ích luôn. Có 3 chế độ. Đấy, sáng mạnh, sáng vừa và sáng yếu này. Đấy, đồng nghĩa với việc là ánh sáng trắng, ánh sáng vàng và ánh sáng trung tính nhá. Rất là tiện luôn. Đấy các bác theo, rất là sáng này. Đấy. Thì các bác có thể gấp qua gấp lại như này để cho các em nó học bài này, đọc sách này, vừa là chống cận này, vừa là rất là tiện ích luôn, mà có cả cái giá đỡ để các bác dùng thì mình sử dụng thì mình đựng hộp bút luôn, rất là tiện. Giá thì bên shop đang gửi cho các bác cái giá rất là tốt nhá. Chỉ có cho các bác là 100k tròn thôi. Lên mã giúp cho em đó là đèn học chống cận, giá sẽ là 100k nhá. Đèn học chống cận 100k. Đấy, 100k cho con đèn học chống cận như này. Tiếp theo thì nay bên shop về cho các bác cái lô đó là cái máy mài dao các bác này. Cái mài dao ba khe, hàng nội địa của Nhật cực kỳ cao cấp cho các bác luôn. Con này thì chuyên dùng để mài dao, rất là ok. Đây, hàng của thương hiệu Katashiwa. Katashiwa made in Japan nhá. Đó, Katashiwa made in Japan. Lên cho em là mài dao ba khe đỏ nhá. Mài dao này. Mài dao ba khe đỏ. Giá sẽ là 130k nhá. 130.000. Cho con mài dao ba khe đỏ như này, 130k. Tiếp theo thì bên shop về cho bác cái cặp lồng 5 tầng nhá. Đấy, đây, đây sẽ là một con cặp lồng 5 4 tầng luôn, bao nhiêu đấy? Cặp lồng 4 tầng 80.000. Đấy, tính ra là nó sẽ có 4 cái ô như này. Đấy, các bác có thể sử dụng dài hoặc là sử dụng theo kiểu là theo kiểu cặp lồng như này được. Đấy, có 4 cái ô như này rất là tiện này. Thứ nhất là dùng làm bát ăn cơm này, thứ hai là dùng để mình đi du lịch này, hoặc đi học, đi làm, đi công tác thì các bác đựng thực phẩm ở đây. Inox 304 nhá. Mỗi cái này thì dung tích của nó vào khoảng là 200ml các bác nhá, 200ml. Đây. Con này dung tích của nó tổng thể sẽ là 2,8 lít này, 2,8 lít. Đấy. 2,8 lít, tức là mỗi cái là tính cả vỏ là đi 47 là 28, còn là cái phần đựng của nó thì chắc là vào khoảng là 200 đến 250ml, rất là tiện luôn. Từng ngăn một thế này, các bác cứ sập xuống là xong. Đấy, mình có thể dùng để mang đồ ăn đi làm, đi học, đi công tác này. Đấy, có quai sách này rất chắc chắn luôn nhá. Đấy, các bác cứ sập cái quai này vào cho em. Cái này rất là chắc luôn. Đó, và rất chắc nhá, giữ nhiệt tốt luôn cho các bác nhá. Đó. Đây, các bác sập cái lẫy này vào này, đây nó có cái lẫy này, các bác đặt sập kỹ vào cho em. Đó, đây, đây cái này em sập nó chưa vào lẫy nên là nó bật ra. Đấy các bác thấy không? Cực kỳ chắc chắn luôn. Quai sách như này, 4 tầng luôn. Đấy, ở đây có cả van xả hơi này, rất là tiện nhá. Giá thì sẽ là 80k nhá. Dung tích của nó là 2,8 lít cả vỏ này. Đấy, lên cho em là cặp lồng 4 tầng nhá. Cặp lồng 4 tầng này. 4 tầng, giá sẽ là 80k cho một cái cặp lồng 4 tầng như này. 80.000 cho một chiếc thôi. Giá cực kỳ là ưu đãi và tốt cho các bác luôn. 80k cho một cặp lồng 4 tầng như này nhá. Tiếp theo thì bên shop về cho bác cái dòng sản phẩm đó là cái đũa. Thì bên shop về nó sẽ có hai mẫu này. Đấy, một là đũa của Nhật, hai là đũa của Hàn Quốc này. Đũa của Nhật này thì giá sẽ là 40.000 nhá. 40.000 cho một vỉ bao gồm là 10 đôi. Đấy, 40k cho một vỉ đũa 10 đôi như này. Hả? Các bác lên cho em là đũa Nhật nhá. Một vỉ là 10 đôi như này, giá thì bên shop đang gửi tới các bác cái giá đó là 40.000 cho một vỉ 10 đôi nhá. 40.000 cho một vỉ 10 đôi. Đũa thì được làm từ sợi thủy tinh kháng khuẩn, chịu được nhiệt độ cao, chống nấm mốc các bác nhá. Đấy. 40.000 vỉ 10 đôi, lên cho em là đũa Nhật này. Đấy, đũa Nhật. Giá sẽ là 40k trên một vỉ bao gồm 10 đôi như này. Đó. Ngoài ra thì bên shop có cho bác cái đũa Hàn Quốc mạ vàng này. Đây. Rất là đẹp luôn. Con này thì giá sẽ mềm hơn một chút, giá của nó sẽ là 30.000. 30.000 trên một vỉ cũng bao gồm 10 đôi luôn. Đây. Đấy, đầu của nó mạ vàng rất là đẹp này, chất liệu cũng được làm từ sợi thủy tinh kháng khuẩn, chịu được nhiệt độ cao, chống nấm mốc cho các bác này. Đấy, rất là ngon lành nhá. Con này thì các bác dùng rất là ok luôn, sang xịn mịn cho các bác luôn. Một vỉ này của nó sẽ bao gồm cũng là 10 đôi luôn và cái giá thì chỉ có 35.000 thôi. 35.000 cho một vỉ như này, hàng của Hàn Quốc này. 35.000 cho một vỉ đũa Hàn Quốc, rất đẹp cho các bác luôn. Đấy. Lên mã giúp cho em đó là đũa Hàn nhá. Đấy. Đũa Hàn giá của nó sẽ là đũa Hàn mạ vàng, giá sẽ là 35k nhá. 35k trên một vỉ như này. Đó. Tiếp theo thì bên shop về cho bác cái dòng sản phẩm đó là cái các bác lên mã giúp cho em đó là cái ấm pha trà nhá. Con này thì em đang bán là 110.000, đợt này về cho bác giá chỉ còn là 100k trong con ấm pha trà như này thôi.
Lên mà chị em là ấm pha trà, giá sẽ là 100 cành. Ở đây thì nó sẽ có cái phần lưới lọc như này, các bác có thể dùng để pha trà, pha cà phê. Đây, các bác cho trà, cho cà phê, cho các cái loại hạt hoặc các cái loại lá vào đây mình pha này, hoặc các bác có thể cho trực tiếp vào bình như này cũng được. Đấy thì cái lưới này nó sẽ giữ lại ở trong rồi, các bác yên tâm sử dụng. Đấy, xoáy vào cho em này. Đấy, và khi các bác bấm này là rót nước ra. Đấy, hàng bằng inox 316, bên ngoài sơn tĩnh điện sáng bóng này. Đấy, có lót đế chống cao su, chống trơn trượt này. Giá thì cực kỳ ưu đãi cho bác luôn nhá. Đấy, lên mã giúp cho em là ấm pha trà 1 lít. Đấy, ấm pha trà dung tích là 1 lít nhá. Đây, đấy, dung tích là 1 lít các bác này. Đây. 1 lít các bác này. Đấy, 65ml, 1000 lít này. Đấy, 1000ml. Lên cho em là ấm pha trà nhá. Ấm pha trà. Con này thì đợt này thanh lý cho bác giá chỉ còn 100k trong con ấm pha trà này thôi. Độc có 100.000 thôi. Tiếp theo thì bên shop về cho bác cái dòng sản phẩm đó là cái ép tỏi nhá. Các bác lên mã giúp cho em đó là cái ép tỏi này. Đấy, con ép tỏi này thì giá sẽ là 110.000, hàng thương hiệu Nguyên Linh của Đức, inox 304 sáng bóng đẹp. Đây, cái phần lỗ này của nó rất là dày và nó đẩy lồi ra này, thì khi các bác ép là nó sẽ nhân, nó sẽ lồi hết ra khỏi cái lỗ này, thì nó sẽ rất là tiện khi mà các bác sử dụng nhá. Con này thì các bác lên cho em đó là, các bác lên mã giúp cho em đó là ép tỏi, giá sẽ là 100k trong con ép tỏi như này, 100.000 trong con ép tỏi như này, giá rất là tốt và vừa vặn tiện ích cho các bác sử dụng luôn. Lên mã giúp cho em đó là ép tỏi, giá của nó sẽ là 100k rồi. Ok, hello, chào bác quay trở lại với shop Phạm Huấn nhá. Đơn hàng từ 200.000 trở lên bên em sẽ bao ship này. Mã sản phẩm đầu tiên đó là bên shop tiếp tục về cho bác cái lô xịt chuột Vĩnh Viễn này, xịt đuổi chuột Vĩnh Viễn, hàng nội địa của Nhật đây, made in Japan các bác này. Đấy, có thông tin địa chỉ rõ ràng nhá, made in Japan. Con này thì chuyên xịt đuổi chuột Vĩnh Viễn luôn. Giá sẽ là 35k cho một chai như này, 35k cho một chai xịt đuổi chuột hàng nội địa của Nhật như này nhá. Ở bên Nhật nó chuyên dùng trong các thành phố lớn đây. Đấy, các bác cứ xịt trực tiếp vào các cái khu nào mà nó trú ẩn này. Đấy, hoặc là trên ô tô này, trên máy ô tô các thứ, các bác xịt vào cho em 35.000. Tiếp theo thì bên shop về cho bác cái dòng sản phẩm đó là chai xịt muỗi nhá, cũng hàng nội địa của Nhật luôn, muỗi kiến dán nhưng chủ chốt vẫn là muỗi này đó. Con này thì cũng là hàng nội địa của Nhật, giá sẽ là 40k nhá. Lên cho em là xịt muỗi, giá sẽ là 40.000 cho một chai xịt muỗi như này đó. Con này là 250ml các bác này. Đấy, còn có chai xịt chuột này thì nó sẽ là vào khoảng là 300ml các bác nhá, 300ml, nó to hơn một chút đó. Tiếp theo thì bên shop về cho bác sản phẩm đó là cái viên thả bồn cầu đây. Đấy, một bịch này của nó sẽ là 10 viên như này. Hàng này cực kỳ là xịn luôn, các bác cứ thả vào cái bồn cầu nhà mình. Đó là nó sẽ giúp cho các bác là cái này thơm lắm. Đấy. Thứ nhất là con này thì rất là nhiều công dụng luôn. Thứ nhất là sạch này. Đấy. Thứ nhất là sạch, thứ hai là thơm. Đấy, và thứ ba là diệt khuẩn nhá. Diệt khuẩn luôn. Đó, sạch thơm diệt khuẩn. Giá chỉ có 15k trên một túi, 10 viên. Tiếp theo thì bên shop về cho bác sản phẩm đó là cái khò ga, hàng nội địa của Nhật đây. Đấy, đây, Kabushi này. Đấy, Kabushi made in Japan nhá. Đó. Con này thì chuyên dùng để đánh lửa tự động rất là ngon. Và hàng đợt này về cho bác giá cực tốt luôn. Đấy, lên cho em là khò ga đại nhá. Con này giờ thanh lý cho các bác cái giá chỉ còn cho các bác là bao nhiêu? Đấy, hàng nội địa của Nhật cực kỳ chất lượng cho bác luôn. Chuyên dùng để các bác thui chân giò hoặc là mình làm chiến công trình các thứ. Đấy, cứ lắp vào bình ga mini cho em là xong. Lên mã giúp cho em đó là khò ga đại. Giá thanh lý cho bác chỉ còn là 100k thôi. Khò ga đại này. Khò ga đại nhá. Khò ga đại. Giá sẽ là 100k một chiếc nhá. 100k. Đó. Tiếp theo thì bên shop về cho bác một sản phẩm đó là cái chai thông cống này. Cái chai thông cống như này. Đấy, lên cho em là bột thông cống nhá. Cái này là bột. Các bác đổ vào là nó sẽ sầu lên. Đấy, nó sẽ sầu lên thì rất là tiện nhá. Lên cho em là bột thông cống này. Bột thông cống. Thông cống nhá. Giá sẽ là 25k cho một chai bột thông cống như này. Con này thì dùng cực kỳ là hiệu quả luôn. Đây em sẽ có video thực tế luôn. Các bạn này. Đó. Nó khác gì cái đồ trôi nổi trên mạng không nhỉ? Đấy, các thấy chưa? Anh em đổ cái bột này lên miệng cống và đổ thêm một ít nước ấm nữa. Đấy, thấy chưa? Đó. Nguyên nhân cái cống nhà tắm nó hay bị tắc ấy là đấy. Nó giấy rác với cả tóc nó bị mắc kẹt phía dưới lâu ngày nó gây mùi hôi rất là khó chịu. Rất tiện luôn nhá. Kết quả này. Ok luôn nhá. Đấy, giá thì chỉ có 25.000 cho một lọ bột thông cống như này thôi. Các bác thông thường xuyên cho em 1 năm các bác thông cho em 2-3 lần là ok nhá. Giá sẽ là 15k. Tiếp theo thì nay bên shop tiếp tục về cho bác dòng sản phẩm đó là cái nước hoa khách sạn nhá, nước hoa khách sạn. Giá thì chỉ có 30k cho một lọ như này thôi. 30.000 cho một lọ nước hoa khách sạn này, thơm phức luôn. Ở đây thì nó sẽ bao gồm cho các bác là một lọ như này và có cho các bác các cái bấc như này để các bác cắm vào lọ này và một cái nơ như này nhá. Đây, rất đẹp luôn. Tháo cho em cái nút nhựa trắng này ra, cắm cái bấc này vào là nước hoa nó sẽ thơm phức luôn. Thì chuyên bên Nhật nó chuyên dùng cho nhà hàng khách sạn và các cái không gian phòng của nó rất là thơm nhá. Giá thì chỉ có cho các bác là 30k thôi. Đây. Chuyên bên Nhật chuyên dùng cho các nhà hàng khách sạn này, hotel đây. Đó, rất thơm luôn nhá. Lên cho em là nước hoa khách sạn, giá sẽ là 30.000. Tiếp theo thì bên shop về cho bác cái dòng sản phẩm đó là cái chai dầu nóng Hàn Quốc nhá. Hàng made in Korea của Hàn Quốc. Đấy, chuyên bị chuyên trị cho các bác là đau mỏi khớp vai này, khớp cổ, đốt sống lưng, đốt sống cổ này, khớp gối này. Đó.
Giá thì bên shop đang gửi tới các bác cái giá đó là 40k cho một lọ dầu nóng như này. Lên mã cho em là dầu nóng Hàn Quốc. Đấy, dầu nóng Hàn Quốc giá sẽ là 40.000. Đó, 40.000 cho một lọ dầu nóng Hàn Quốc như này. Con này thì rất tiện dụng luôn. À, màu trắng ở chân nữa. 40k nhá. Con này thì nó sẽ là được rồi. Nó sẽ là dòng kem trắng như này các bác này. Đấy, kem trắng như này các bác thấy không? Đấy. Khi mà các bác bôi và đau mỏi vai, cổ, vai, gáy các bác bôi vào cho em rất tốt luôn. Đấy, rất tốt luôn. Lên cho em là dầu nóng Hàn Quốc giá sẽ là 40k nhá. Tiếp theo thì bên shop về cho bác sản phẩm đó là cái cốc tự khuấy đây. Đấy, đây nó sẽ là một con cốc như này. Các bác dùng để mình rất là đa năng luôn, để mình khuấy lắp pin và đít này cho em nhá. Lắp cho em hai quả pin con thỏ nhỏ vào đây. Sau đó thì các bác pha trà, pha cà phê, pha ngũ cốc, pha cả các loại nước đều được hết. Có cái hạt nam châm từ trường này nó sẽ ngoáy đều cho các bác luôn để các bác pha. Đấy, rất tiện, giá sẽ là 90k trong con cốc tự khuấy này. Đây em sẽ có cái video thực tế cho các bác xem nhá. Đây các bác này nó rất là tiện luôn nhá. Đấy, các bác làm cái gì cũng được. Đây nó xoáy tít như này. Các bác cho nước này, cho cà phê này. Đấy. Rất tiện luôn, thấy chưa? Rất tiện luôn nhá. Giá thì chỉ có cho các bác là 90.000 cho một con cốc tự khuấy này thôi. Đấy, pha các loại hạt này, trà, cà phê này, rồi nói chung là ngũ cốc này đều ok hết nhá. Đấy, rất tiện luôn. Giá thì chỉ có cho các bác là 90k thôi. Tiếp theo thì bên shop về cho bác dòng sản phẩm đó là các bác lên mã giúp cho em đó là bộ lưỡi kem nhá. Bộ này thì nó sẽ vào khoảng cho các bác là từ 30 đến 36 lưỡi. Đấy, nhưng mà cơ bản nó sẽ có khoảng 30 lưỡi. 30 lưỡi kèm thêm một hộp kem và một cái bàn cạo như này. 30 lưỡi một hộp kem một bàn cạo. Các bác có thể dùng để mình cạo râu rất là đa di năng luôn. Lưỡi của nó là hai lưỡi trắng kép như này. Đấy, các bác thấy không? Gillette các bác nhá, rất tiện luôn. Giá thì chỉ có cho các bác là đi một cái bộ như này, bao gồm là 30 lưỡi một bàn cạo một hộp kem. Giá thanh lý cho bác chỉ còn 55.000 thôi nhá. 55.000. Giá cực hạt rẻ luôn. 55.000 30 lưỡi. Các bác chả đi đâu mà mua được một cái bộ lưỡi kem mà cái giá nó hợp lý như này đâu. Đấy, lên theo là bộ lưỡi kem nhá, giá sẽ là 55k. Tiếp theo thì bên shop về cho bác cái dòng sản phẩm đó là cái con máy súng thư giãn nhá, 170.000. 170k cho em súng thư giãn như này, 170.000 các bác này. Đấy. Con này thì chạy cực kỳ là khỏe luôn. Đây. Đấy, các bác lắp vào là cho em, nó sẽ có rất là nhiều đầu khác nhau. Giữ lì để nó lên này và có 6 cấp độ rung các bác này. Đấy, các bác đây. Rất tiện luôn nhá. Khi các bác lắp thì ấn chặt vào cho em này. Đấy. Rung rất mạnh các bác. Rất là mạnh luôn. Đấy. Rất hợp lý nhá. Giá thì bên shop đang gửi tới các bác cái giá rất là tốt luôn. Chỉ có cho các bác là 170.000 thôi cho một con súng thư giãn như này. 170k nhá. Dùng để massage rất là tốt luôn. Massage cổ, vai, gáy, bắp tay, bắp chân, bắp đùi đều ok hết nhá. Tiếp theo thì bên shop về cho bác sản phẩm đó là cái vòi xịt vệ sinh nhá. Bộ sản phẩm sẽ bao gồm cho các bác là một dây, một đầu vòi xịt và một giá đỡ. Dây dài khoảng từ 1m2 đến 1m5. Đây, một dây, đầu vòi xịt, một giá đỡ. Giá thì chỉ có 90.000 thôi. 90.000 cho một cái bộ sản phẩm như này. Một dây này, một đầu vòi xịt, một giá đỡ, hàng inox 304. Xoáy vào đây cho em là xong. Đó, xoáy vào đây nhá. Đó, đầu vòi xịt bằng inox, hàng nội địa của Nhật đây. Osaka Japan. Đó, bằng inox 304, sáng bóng đẹp. Đấy thì các bác lắp đặt vào cái nhà tắm, nhà vệ sinh, toilet của mình, hoặc là các bác lắp trực tiếp vào cái vòi của cái khu để các bác xịt tưới cây cũng rất là ok nhá. Rửa sân tưới cây đều ok hết rồi, ok. Đấy, 90k các bác nhá. Hello, chào các bác quay trở lại với shop Phạm Huấn nhá. Hôm nay thì bên em cập nhật rất nhiều mã hàng mới luôn, thì em lên video trân trọng gửi tới các bác nhá. Đầu tiên thì bên shop về cho các bác một cái mẫu đồng hồ Nhật này. Đấy, đồng hồ Nhật thì nó sẽ có cho các bác là hai màu. Đấy, hai màu, màu vàng và màu trắng như này. Đấy, cái này thì các bác lên cho em là đồng hồ con này thì các bác lên cho em là đồng hồ VIP nhá, đồng hồ VIP này. Đấy, đây, lên mã giúp cho em là đồng hồ VIP nhá. Thì nó sẽ có là VIP vàng và VIP bạc. Đấy, thì các bác muốn lấy màu nào, mẫu nào thì lấy. Hai màu như này, giá thì đều bằng nhau, chỉ có cho các bác là 150.000 cho một con đồng hồ VIP như này thôi. Hàng này thì sẽ là hàng của Nhật, cực kỳ cao cấp cho bác luôn. Hàng của Nhật đây các bác. Đấy, tem mác chữ Nhật hết các bác này. Hàng của Nhật cực kỳ cao cấp cho các bác luôn. Và đây thì bên shop về nó sẽ có cho các bác là hai màu. Mặt sapphire cực kỳ đẹp luôn nhá. Đấy, mặt sapphire cực kỳ đẹp luôn. Đây. Đấy, đồng hồ đang chạy bình thường nhá. Đây. Các bác lên mã giúp cho em đó là đồng hồ VIP nhá, VIP vàng và VIP bạc. Đấy thì có hai màu như vậy, rất đẹp cho các bác luôn. Đồng hồ chạy bằng pin nhá, VIP vàng và VIP bạc. Giá sẽ là 150.000 một chiếc. Đấy, 150.000. Lên mã giúp cho em đó là đồng hồ VIP này. Đấy. Đồng hồ VIP nhá, thì nó sẽ có hai mẫu.
đó là VIP vàng và VIP bạc, giá sẽ là 150k nhá, 150.000 một chiếc đấy, giá chỉ có 150.000 thôi, giá cực kỳ hạt rẻ cho bác luôn, 150k cho một con đồng hồ như này các bác nhá. Đó, tiếp theo thì bên shop về cho bác cái đồng hồ điện tử này đây, con này thì đấy, nó sẽ là một cái dòng đồng hồ điện tử nhỏ gọn như này đấy, và con này thì nó sẽ có sẵn pin cho các bác rồi, có sẵn pin bên trong rồi, về nhà hết pin thì các bác lại thay pin cho em thôi, nó rất là đơn giản thôi nhá. Đấy, lên mã giúp cho em đó là đồng hồ điện tử nhá, con này thì giá của nó sẽ là đây, đấy, giá của nó sẽ là 50k cho một con đồng hồ điện tử như này, 50.000 cho một con đồng hồ điện tử như này, hàng rất đẹp cho các bác luôn đây, đấy, rất đẹp các bác nhá, đó, rất đẹp luôn. Đó, con này thì giá chỉ có 50k thôi, lên mã giúp cho em đó là đồng hồ điện tử, giá sẽ là 50.000 các bác nhá, đấy, 50.000. Tiếp theo thì bên shop về cho các bác một dòng sản phẩm khác, đó là một con đồng hồ T8 nhá. Con này thì các bác có thể dùng để mình đo nhịp tim, đo huyết áp, các thứ đều ok hết này. Bỏ anh con ra này. Con này thì các bác có thể dùng để mình đo nhịp tim, đo huyết áp, các thứ đều ok hết. Con này thì giá nó sẽ là 170.000, 170.000 trong con đồng hồ như này. Đấy, con này thì nó sẽ là hàng đa chức năng. Đấy, chất liệu của nó thì nó sẽ là bằng hợp kim nhá, bằng hợp kim. Đấy, còn con này thì con này của nó thì nó bằng nhựa thôi. Con này thì bằng nhựa thôi nhá. Giá chỉ có 50k thôi. Đó, 50.000. Còn con này thì nó sẽ là khung xương của nó là bằng hợp kim nhá, bằng hợp kim. Quai của nó đây, quai đeo đây và có đốc sạc nhá. Con này thì nó sẽ là dòng sạc pin. Đấy, có đốc sạc như này. Và con này thì giá sẽ là 170.000 nhá. Lên mã giúp cho em đó là đồng hồ T8 nhá. Đồng hồ T8. Giá sẽ là 170k cho em đồng hồ T8 như này. Rất ngon luôn các bác này. Đấy. Dòng này thì về nhà các bác sạc pin nhá. Đấy, ví dụ như là nó hết pin thì về nhà các bác nó hết pin thì về nhà các bác sạc pin vào cho em. Đấy, hết pin về nhà các bác sạc pin vào cho em nhé. Đấy. Con này thì các bác lên mã giúp cho em đó là đồng hồ T8. Giá của nó sẽ là 170.000 trong con đồng hồ T8 như này. Đấy. Thì bên shop tiếp tục về cập nhật một số các cái mẫu đồng hồ mới để gửi tới các bác nhá. Con này thì đồng hồ T8 này. Đấy. Đồng hồ T8 giá sẽ là 170k nhá, 170k. Đó. Tiếp theo thì bên shop tiếp tục về một cái lô kính mắt của Nhật này. Đấy. Các bác lên cho em là kính mắt của Nhật nhá. Đấy, bao gồm là một kính này, một khăn lau và một hộp đựng như này. Đấy. Giá thì sẽ là 100k nhá. 100k một chiếc thôi. Giá cực kỳ tốt cho các bác luôn, hàng của hãng cực kỳ là ngon cho các bác luôn này. Đấy, lên cho em là kính mắt nhá. Đấy. Con này thì có cả chức năng đổi màu luôn các bác nhá. Đổi màu luôn các bác thấy không? Đó. Kính mắt khung gọng cực kỳ chắc chắn cho các bác luôn. Khung thép rất chắc chắn nhá. Có chức năng đổi màu cho các bác này. Đeo vào thì cực kỳ chất và xịn sò luôn. Đây em sẽ đeo vào cho các bác xem nhá. Cực kỳ là chất luôn. Đây các bác này. Đó. Đây. Rất chất lượng các bác nhá. Đấy, đeo vào có chức năng đổi màu luôn các bác nhá. Đấy, đổi màu luôn. Phù hợp với ví dụ như các bác đi trời nắng thì nó sẽ phủ màu cho các bác, còn là trời bình thường thì nó sẽ lại về màu bình thường. Cho nên là các bác nhìn không bao giờ lo sợ bị tối nhá. Đấy, có chức năng đổi màu luôn, rất tiện ích. Đấy, giá thì chỉ có cho các bác là 100. Lên mã giúp cho em đó là kính mắt nhá. Kính mắt giá sẽ là 100.000 cho một chiếc như này. Đấy, 100.000 cho một chiếc như này. Có hộp hiếc đàng hoàng, có chức năng đổi màu cho các bác luôn, hàng xịn sò nhá, bao chất lượng cho các bác luôn, hàng nội địa của Nhật, cực kỳ chất lượng cho các bác luôn và giá thì rất hợp lý nhá, giá chỉ có 100k thôi. Đấy, đây có hộp bao đựng như này, rất xịn sò cho các bác luôn, giá chỉ có 100.000 thôi. Đấy, lên cho em là kính mắt nhá. Đấy, kính mắt giá sẽ là 100k. Tiếp theo thì bên shop về cho bác cái dòng sản phẩm đó là cái sáp ô tô nhá. Sáp ô tô thì lâu lắm rồi bên shop mới lại có hàng về. Giá thì sẽ là 40k cho một hộp như này. 40.000 cho một hộp như này, về nhà các bác xoáy ra cho em này. Đấy, xoáy cái nắp này ra này. Xoáy cái nắp này ra sau đó thì đây. Các bác xoáy cho em cái nắp này ra sau đó thì bóc cái niêm phong này ra cho em là xong. Đây, cái nắp này nó sẽ hơi khó xoáy một chút đây. Các bác giật cái nắp này ra cho em. Đấy, đây nó sẽ có cái nắp, các bác giật ra xong bóc cái niêm phong này ra. Sau đó thì mình để trên ô tô, rất là thơm luôn. Ngoài để ô tô thì các bác có để phòng ngủ, phòng ăn, phòng khách các thứ đều rất là thơm. Đấy, sáp ô tô của Nhật hương hoa tự nhiên rất là thơm nhá. Lên cho em là sáp ô tô. Giá của nó sẽ là 40k cho một lọ sáp ô tô như này nha. 40.000 cho một lọ sáp ô tô như này. Đó. Tiếp theo thì bên shop về cho các bác dòng sản phẩm đó là cái móc khóa các bác nhá. Đây. Đây nó sẽ là một cái móc khóa như này con này. Đấy. Lên mã giúp cho em là móc khóa này. Đấy, con này thì các bác dùng để mình đeo chìa khóa này. Đấy, dây của nó thì bằng da như này nhá. Dây bằng da này. Móc rất là ngon luôn. Giá sẽ là 20k nhá. 20k. Đấy, lên cho em là móc khóa nhá. Giá sẽ là 20.000 một chiếc. Đó. Lên cho em là móc khóa này. Đó. Móc khóa, giá của nó sẽ là 20k cho một chiếc móc khóa như này nhá. 20.000 cho một chiếc móc khóa như này. Con này thì rất là tiện cho các bác sử dụng luôn. 20.000. Lên cho em là móc khóa. Giá thanh lý cho các bác, giá cực tốt luôn. 20k cho một em móc khóa như này. Giá cực kỳ hạt rẻ luôn nhá. Lên cho em là móc khóa, giá sẽ là 20.000. Tiếp theo thì
bên shop về cho các bác cái dòng sản phẩm đó là cái mẫu đèn vàng nhá. Các bác lên cho em là đèn vàng, giá sẽ là 175.000 cho một con đèn vàng như này. Đấy. Con này thì nó sẽ là một cái dòng đèn siêu sáng luôn này các bác này. Đấy, công tắc của nó đây. Đèn siêu sáng luôn. Phương ơi. Tắt điện cho anh tí. Đây, em test trực tiếp cho bác xem luôn. Dập cầu dao đi. Đấy, dập cầu dao. Đấy, đây các bác này. Đấy, đây em test cho bác xem. Đấy, các bác thấy không? Chế độ sáng mạnh, sáng vừa này, đèn vàng nhấp nháy này, đây. Đấy, đây. Cả một không gian như này các bác này. Đấy các bác thấy chưa? Đó, đây nhá. Đây em bỏ ra rất tối luôn nhá. Đây. Đấy các bác thấy chưa? Cả không gian như này đi đâu sáng ở đấy nhá. Đấy, thấy chưa? Rất ok luôn. Rồi. Đấy thì bật đi. Con này sẽ là 175.000 nhá, 175.000. Lên mã giúp cho em là đèn vàng này, có nam châm hít này, cái này hình như nam châm hít thì phải này. Đấy. Có cổng sạc ra cho điện thoại này, có cổng sạc ra cho điện thoại này. Đấy, nút nguồn này, có tấm pin năng lượng mặt trời này. Đấy, và có hệ thống 4 đèn LED như này. Tiêu chuẩn kháng nước IP66 luôn. Đấy, IP66 nhá. Con này thì giá cực kỳ tốt cho bác luôn. Đây. Đấy, rất sáng quá. Sáng chói chang luôn. Công suất mặc định của nhà sản xuất thì nó sẽ vào khoảng là đi 300W nhá, 300W. Đấy, có kèm cho các bác một cái chân cáp sạc như này thì các bác có thể dùng để sạc trực tiếp này hoặc dùng qua cái tấm pin năng lượng mặt trời cũng đều ok. Và có cả quai đeo như này, các bác có thể dùng mình đeo lên nhá, rất là tiện luôn. Đó. Con này thì mình đề phòng mất điện này, hoặc là ăn cơm ăn nước này, hoặc các bác dùng các công việc đều rất là tiện luôn. Có báo pin này và có cả tấm pin năng lượng mặt trời này, rất là tiện. Đề phòng mưa gió bão bùng mất điện rất là tiện luôn. Đó. Có cả cái quai đeo rất là tiện này để cho các bác sử dụng này. Giá thì bên shop đang gửi tới các bác cái giá rất hợp lý luôn, 175.000 nhá. 175k. Lên mã giúp cho em đó là đèn vàng nhá, đèn vàng. Giá sẽ là 175.000. Tiếp theo thì bên shop về cho các bác sản phẩm đó là cái ba lô da này là bao nhiêu đấy? 130.000 cho một em ba lô da như này nhá. Lên cho em là ba lô da nhá. Giá sẽ là 130.000 một chiếc này. 130.000 cho một chiếc ba lô da như này. Con này rất đẹp luôn, qua thấy không? Đây, rất đẹp luôn này. Đó, rất đẹp luôn, một con ba lô da cực kỳ xịn sò luôn. Có một ngăn để các bác bỏ giày đây. Giày dép thì các bác bỏ vào đây cho em. Đấy, một ngăn này các bác bỏ giày dép vào đây cho em này, rất tiện luôn nhá. Đấy, ngăn này là chuyên để giày dép các bác thục vào cho em. Đấy. Bỏ vào túi bóng cho đó, mình bỏ vào cho nó sạch này. Và một ngăn to này. Một ngăn to như này các bác này. Đấy, một ngăn to như này. Đấy. Ngăn to. Đấy, bên trong thì có một cái ngăn nhỏ nhá và một ngăn khóa ở bên hông này. Đó, rất tiện ích nhá. Quai đeo quai yếc đàng hoàng, quai đeo cực kỳ xịn sò luôn. Quai đeo đây. Đấy, quai sách này, rất xịn sò luôn nhá. Lên cho em là bao lô da nhá, bao lô da. Kích thước của nó là một chiều là khoảng là 50 và một chiều 20 nhá, 50 20, rất là to luôn. Đấy, lên cho em là bao lô da. Giá sẽ là bao lô da, giá sẽ là 130.000 nhá, 130k cho một con bao lô da này. Tiếp theo thì bên shop về cho bác dòng sản phẩm đó là cái chuông cửa nhá. Con này thì rất tiện luôn. Giá sẽ là 145.000 cho một cái bộ chuông cửa như này, có miếng dán cho bác để các bác dán vào tường này. Con này thì các bác cắm vào điện nhá, cắm vào điện để trong nhà này. Đấy, cắm điện để trong nhà. Đấy, lên cho em là chuông cổng nhá, chuông cổng. Đấy, chuông cổng. Và đây là cái công tắc điều khiển này. Đấy, các bác chỉ cần bấm này là nó kêu này. Rất tiện các bác nhá. Cái cục này thì các bác cắm vào điện trong nhà cho em để có khách họ đến, thì còn cái này các bác dán vào ngoài cửa nhá. Đấy, có khách đến là họ bấm cái chuông này là mình trong nhà mình biết này. Đấy. Rất tiện luôn nhá. Tầm xa của nó thì được vào khoảng là từ 3 đến 40 mét. Đấy thì nói chung là thoải mái luôn. Nhà các bác là cũng cùng lắm là đến 3 40 mét là cùng nhá. Đó, 3 4 50 mét là cùng, rất tiện ích luôn. Giá thì bên shop đang gửi tới các bác cái giá đó là 145.000 cho cái bộ chuông cửa như này nhá. Lên mã giúp cho em đó là chuông cửa, giá sẽ là 145.000. 145k. 145k cho cái bộ chuông cửa như này. Đó. Tiếp theo thì bên shop về cho các bác cái dòng sản phẩm đó là cái khóa chống trộm nhá. Đấy, đây nó sẽ là một con khóa rất tiện ích luôn, bao gồm cho các bác là một khóa này, một khóa và một cái bộ chìa rãnh như này. Đấy, một khóa một bộ chìa rãnh như này, giá sẽ là 100k các bác này. Đấy, đây, đấy. Đấy, có người động vào là nó sẽ hú lên nhá, còn bình thường các bác đảo chiều đi là xong. Đấy, lên mã giúp cho em đó là khóa chống trộm nhá. Con này trước em đang bán 100, đợt này về cho bác giá chỉ còn 80k thôi. Có người chạm vào nó sẽ kêu này. Đấy, tiện chưa các bác thấy không? Rất tiện nhá. Đấy. Giá sẽ là 80.000 cho một con khóa chống trộm như này. Con này thì con này rất là tiện ích luôn để các bác sử dụng khi mà mình đi ra ngoài này. Đấy, hoặc là mình không có ở nhà này. Đấy, cảnh báo chống trộm, có trộm vào cái là còi nó sẽ hú lên thì rất là tiện nhá. Lên mã giúp em đó là khóa chống trộm, giá sẽ là 80.000 cho một con khóa chống trộm này thôi. 80k, giá rất hợp lý cho bác luôn nhá. Đó, 80.000 cho một khóa chống trộm như này.
Tiếp theo thì bên shop về cho bác cái dòng sản phẩm đó là cái các bác lên mã giúp cho em đó là thước móc khóa nhá. Cái thước móc khóa con này thì các bác dùng để mình treo vào cái móc khóa của mình thôi, rất là tiện luôn. Đó, để treo vào móc khóa cho em rất là tiện. Giá thì sẽ là 50k cho một con thước móc khóa như này. Kích thước của nó sẽ là chiều dài là 2m, chiều rộng của bản là 6mm nhá. Đây. Đấy, các bác có thể xoắn vào này, rất là tiện luôn nhá. Đó, thấy chưa? Đấy, chiều dài tổng là 2m, hàng nội địa của Nhật nhá. Lên cho em là thước móc khóa, giá sẽ là 50k một chiếc nhá, 50.000. Đó. Tiếp theo thì bên shop về cho bác cái dòng sản phẩm đó là cái kéo cắt tôn này, đây. Một con kéo cắt tôn như này cũng rất là tiện các bác này. Đấy, để mình sử dụng này. Đây. Đấy thì khi các bác cắt tôn thì mình cứ đưa vào đây cho em. Đó, nó nghiêng 45 độ như này thì khi các bác cắt thì không sợ cái tôn nó đâm vào tay. Tại vì tôn nó sẽ nằm ở dưới như này là các bác cứ đẩy đi cho em xong. Đó. Giá sẽ là 130.000 cho một con kéo cắt tôn như này nhá. Đấy. Lên cho em là kéo tôn trợ lực, giá sẽ là 130.000. Đó. Kéo tôn trợ lực 130k. Kéo tôn này. Kéo tôn trợ lực 130k nhá. 130k cho em kéo tôn trợ lực như này. Tiếp theo thì bên shop về cho bác là sản phẩm đó là cái kìm bạc FO đây. Kìm bạc FO giá sẽ là 100 cái kìm bạc FO này bao nhiêu đây? Đây. Con này thì 180.000 nhá, hàng nội địa của Nhật đây, Japan các bác này. Đó. Mã tem, mã vạch, mã cốt đàng hoàng. Các bác có thể dùng để tuốt dây, bấm cốt, cắt dây, xoắn dây đều ok hết, hàng đa chức năng 5 trong 1 luôn. 180.000 cho một con kìm bạc FO như này nhá. Đấy, 180.000, chiều dài 22 cm. Lên cho em là kìm bạc FO, kìm bạc này. Kìm bạc FO 180k. Đó, 180.000. Tiếp theo thì bên shop về cho bác dòng sản phẩm đó là cái dây sạc béo này. Đây. Đấy, dây sạc béo như này. Rất là to, dày dẫn chắc chắn và có đèn báo cho các bác luôn. Đây, có đèn báo nhá, ở đầu này nó sẽ có đèn báo này. Đấy, cắm vào đèn báo sáng như này rất là tiện này. Đây các bác thấy không? Đây, đấy, đèn báo rất là sáng luôn. Thì khi các bác dùng mà mình muốn xem là đầu dây có điện hay chưa thì chỉ cần cắm vào cho em là xong, rất tiện nhá, sáng lắm. Đây các bác này, đó, có đèn báo, dây dày dẫn chắc chắn, lõi to, đấy, lõi to rất chắc chắn nhá, chống đứt chống rối nhá. Giá sẽ là 50k. Lên mã giúp cho em đó là sạc béo nhá, giá sẽ là 50.000. Đó, lên mã giúp cho em đó là sạc béo này, sạc béo, giá sẽ là 50k rồi, ok các bác nhá, 50.000. Đơn hàng từ 200.000 trở lên bên em sẽ bao ship nhá. Lưu ý các bác đã gọi điện không nhắn tin tránh việc trùng đơn, nhận hàng kiểm tra cùng với ship và cân nhắc trước khi hàng. Mã sản phẩm đầu tiên đó là bên shop về cho bác sản phẩm đó là cái con máy đuổi chuột nhá. Đây, máy đuổi chuột này. Con này thì đuổi chuột, ruồi, mũi, kiến, gián đều được hết nhưng nó sẽ thiên về đuổi chuột nhiều hơn. Đây. Đấy, chuột, ruồi, mũi, kiến, gián đều ok hết nhá. Đó. Giá sẽ là 35k cho một chiếc như này, 35k một chiếc như này. Về nhà các bác cắm trực tiếp vào điện cho em là ok thôi, cắm vào điện cho em là ok. Lên cho em là máy đuổi chuột nhá. Máy đuổi chuột này. Máy đuổi chuột giá sẽ là 35k một chiếc thôi. Đây em sẽ có cái video thực tế cho các bác xem luôn. Và côn trùng thông minh tuy không phát ra tiếng ồn nhưng lại phát ra tần sóng âm xung khắc với các loài chuột cũng như các loại côn trùng gây hại khác. Cách sử dụng vô cùng đơn giản, chúng ta chỉ cần cắm trực tiếp vào ổ điện thôi ạ. Mỗi máy sử dụng được trong phạm vi bán kính 100m² là máy sẽ phát huy công dụng tối đa nhất quý anh chị nhé. Sản phẩm được nhập khẩu từ Mỹ, kiểm định an toàn của Hoa Kỳ nên tuyệt đối không ảnh hưởng tới sức khỏe con người và vật nuôi đâu ạ. Các anh chị nhà mình dẹp hết giúp em các loại bình xịt kiến, gián, muỗi gây hại cho sức khỏe đi ạ. Lycomas xin kính chào quý anh chị ạ. Trên tay em hôm nay đang cầm là chiếc máy đuổi chuột và côn trùng thông minh. Tuy không phát ra tiếng ồn nhưng lại phát ra tần sóng âm xung khắc với các loài chuột cũng như các loại côn trùng gây hại khác. Cách sử dụng vô cùng đơn giản, chúng ta chỉ cần cắm trực tiếp vào ổ điện thôi ạ. Mỗi máy sử dụng được trong phạm vi bán kính 100m² là máy sẽ phát huy công dụng tối đa nhất quý anh chị nhé. Sản phẩm được nhập khẩu từ Mỹ, kiểm định an toàn của Hoa Kỳ nên tuyệt đối không ảnh hưởng tới sức khỏe con người và vật nuôi đâu ạ. Các anh chị nhà mình dẹp hết giúp em các loại bình xịt kiến, gián, muỗi gây hại cho sức khỏe đi ạ. Đấy, giá thì chỉ có cho các bác là 35.000 thôi. Tiếp theo thì bên shop về cho bác cái cam mô hình nhá. Đấy, đây nó sẽ là một con cam mô hình như này. Có cả điều khiển, cả ốc vít đai chứ các bác đầy đủ luôn. Con này thì giá của nó chỉ có cho các bác là 100.000 cho con cam mô hình như này thôi. Đấy, nó sẽ là camera nhưng mà nó sẽ là giả cam thôi và nó sẽ là đèn nhá. Đèn năng lượng mặt trời như này rất sáng luôn. Ở đây thì nó sẽ là dòng cảm biến nhá. Ban đêm thì nó sẽ sáng các bác này. Đấy, ban đêm thì sáng. Có 3 chế độ, sáng mạnh, sáng vừa, sáng yếu này. Đó, và ban đêm thì nó sẽ sáng nhá, ban ngày nó tự tắt này. Đây. Đấy, em che đi thì nó sẽ sáng quá này. Đấy, rất tiện luôn. Giá thì chỉ có cho bác là 100k thôi. Nên mã giúp cho em đó là đèn cam mô hình nhá. Cam mô hình thì con này rất tiện. Các bác vừa dùng để làm cam để dọa trộm này. Đấy, vừa các bác dùng để lấy ánh sáng luôn mà không mất một đồng tiền điện nào. Giá thì chỉ có 100k thôi, có cả điều khiển như hẳn hoi luôn. Cam mô hình. Cam mô hình nhá. Đấy, cam mô hình. Giá sẽ là 100k nhá, 100.000. Tiếp theo thì
bên shop về cho bác cái dòng sản phẩm đó là cái bàn là hơi nước mini nhá. Đấy, đây nó sẽ làm con bàn làm rất là tiện, các bác có thể mang đi du lịch này, đi học, đi làm, đi phượt, đi công tác đều ok hết nhá. Về nhà thì các bác cho nước vào cái quai này cho em này. Đấy, đây là cái quai này, các bác cho nước vào đây cho em để mình dùng này. Đấy, và các bác có thể mang đi học, đi làm, đi du lịch nhá. Đấy, và đây là cái công tắc của nó này để điều khiển độ nóng này, mâm cực dày luôn và có cả hơi nước, bóp vào đây là sẽ ra hơi này. Bàn là hơi nước mini nhá, 135.000 một chiếc, giá cực kỳ ưu đãi cho bác luôn, giá chỉ có 135k thôi. Các bác dùng để mang đi học, đi làm, đi du lịch hoặc là dùng ở nhà cũng ok. Bàn là hơi nước mini, giá sẽ là 135k nhá, 135k bàn là hơi nước mini. Tiếp theo thì bên shop về cho bác dòng sản phẩm đó là cái đèn, các bác lên mã giúp cho em đó là. Tiếp theo thì bên shop về cho bác một cái mẫu đèn, đó là đèn 20 nhá, giá sẽ là 110.000. Đây. Đấy, sẽ kèm cho các bác một cục pin hãng như này. Đấy, thân của nó bằng nhôm và có zoom này các bác này. Đèn 20, con này thì chiều dài của nó thì vào khoảng là trên 20 cm một chút thì em gọi là đèn 20. Có cả cái phần này để các bác lắp pin pin tiểu cũng được. Đấy, hoặc các bác dùng trực tiếp như này nhá. Đấy. Khi các bác sử dụng thì các bác chỉ cần là lắp pin vào cho em, lắp đúng chiều nhá. Nếu các bác lắp sai chiều thì đảo chiều đi cho em. Và xoáy thật chặt vào thì nó mới kết nối nguồn các bác nhá. Đấy, xoáy thật chặt vào thì nó mới ăn chân pin. Đó. Thì khi các bác lắp như này thì em lắp này là sai chiều pin này thì các bác lại xoáy ngược lại cho em, đảo chiều pin này cho em. Thân của nó thì bằng nhôm nhá, thân bằng nhôm hết. Chiều dài là 20 cm, cực kỳ dày dặn chắc chắn cho các bác và ngon lành, rất dễ sử dụng luôn. Chỉ cần lắp vào là xong. Đó, rất tiện ích. Giá thì bên shop đang gửi tới các bác cái giá cực kỳ ưu đãi luôn. Chỉ có là 110.000 thôi. Đây, đấy, đèn rất sáng các bác này. Đấy, và có thể điều chỉnh pha như này các bác này. Đấy, rất sáng luôn, các bác thấy không? Đó. Đây. Pha của nó có thể điều chỉnh như này và pha rất là rọi luôn các bác này. Đây, ban ngày mà pha còn như này thì các bác biết rồi này. Đấy, các bác thấy chưa? Đó, và có thể zoom điều chỉnh ở đây nhá. Đấy, có thể phóng to thu nhỏ đây. Rất là tiện luôn, các bác thấy không? Đó, rất tiện nhá. Đấy, cái đầu này rút vào phát phóng to thu nhỏ nó luôn. Chiều dài của nó là 20 cm. Đấy, tầm 20 hơn 20 cm một chút. Đây. Có 3 chế độ sáng mạnh, sáng vừa và nhấp nháy, có báo pin luôn các bác này. Rất tiện luôn. Đây, và có kèm thêm một cáp sạc nữa, giá thì chỉ có cho bác là 110.000 thôi. Lên mã giúp cho em đó là đèn 20 nhá, giá sẽ là 110k. Đó. Lên mã giúp cho em đó là đèn 20 này. Đèn 20, giá sẽ là 110k. 110.000 cho con đèn 20 này. Rồi ok. Hello, chào các bác quay trở lại với số cảm huấn nhá. Hôm nay thì bên em về một số cái đồ lính Mỹ này. Đấy. Đầu tiên thì em lên cho bác cái mũ lưới nhá. Đây là con mũ rất là đẹp luôn, hàng USA của Mỹ này. Đấy, USA American các bác nhá. Đây, đây. Đập cho bác xem này. Đấy, các bác thấy không? Đây. Đập thoải mái luôn nhá. Đập thẳng tay luôn này các bác này. Đấy, thẳng cánh và phang các bác. Đấy, thấy chưa? Đó, đập như này không hề ấn gì được các bác, yên tâm sử dụng rồi nhá. Chống va đập cực kỳ là tốt luôn. Bên trong này thì nó sẽ có đai như này các bác này. Đây, hát vào này, rất là ngon luôn. Đó, rất ngon nhá. Và đây thì nó sẽ có cho các bác là một cái phần lưới dù như này thì khi bác đội nó sẽ không chạm đầu, rất là ngon luôn. Chất liệu thì có về bàn này các bác này. Có về bàn luôn, các bác thấy không? Đập không hề có một vết xước luôn nhá. Và các bác về các bác đan cái lưới như vào cho em này. Đấy. Có lẻ nó. Về nhà các bác đan cái lưới này vào cho em. Đấy, nếu mình thích cần dùng lưới thì mình đan lưới vào, không có thì mình không dùng lưới thì thôi. Đấy, còn các bác dùng lưới thì mình chụp cái lưới này vào cho em, rất là đẹp luôn. Lên mã giúp cho em là mũ lưới, giá sẽ là 150.000. Đây. Đấy, các bác có thể chụp cái phần lưới này vào này. Đấy. Con này thì các bác đội đi xe máy trước cũng rất là an toàn luôn. Đấy, đội xe máy rất an toàn luôn nhá. Đấy. Thì mình đội thì đây lưới này nó sẽ là cái dòng lưới ngụy trang như này, rất là tiện ích này. Về nhà các bác dàn đều ra cho em. Đấy, sau đó thì mình đội vào này, rất là đẹp luôn, vừa chống xước vừa là cái lưới ngụy trang như này. Các bác muốn dùng lưới thì dùng mà không dùng thì thôi. Lên mã giúp cho em là mũ lưới nhá, giá sẽ là 150.000 cho một con mũ lưới như này. Đó, giá rất hợp lý luôn. Cảm ơn cái kéo cu bia ra đây. Tiếp theo thì bên shop về cho bác hai cái mẫu kéo này. Đấy, thì nó sẽ có cho các bác là một cái dòng kéo bếp vàng như này. Con này thì hôm nay sẽ là về cho các bác cái giá cực kỳ tốt luôn. Đó. 30k cho một chiếc này thôi nhá. Giá thanh lý cho bác chỉ có 30.000 cho một chiếc này thôi. Và sẽ là thanh lý giá tốt là 100.000 bốn cái luôn. Đấy, mua lẻ sẽ là 30.000 một chiếc, còn bác nào mua từ 4 cái trở lên giá chỉ có 100.000 cho bốn cái thôi. Các bác có thể mua cho gia đình và mua cho đại gia đình nhà mình nhá. Mua rồi tặng người nọ người kia rồi mua về để dùng dần. 100.000 cho bốn chiếc kéo bếp vàng như này, hàng nội địa của Nhật này, thép SK50 gì này. Đấy, cắt gà, cắt cá rất là ngon luôn, cắt nem rồi, nói chung là dùng đa chức năng được luôn. Lên mã giúp cho em đó là kéo bếp vàng nhá. Đấy, kéo bếp vàng. Con này thì các bác lên xem là kéo bếp vàng này. Đấy, kéo bếp vàng. Kéo bếp vàng này, cái giá thì cực kỳ là ưu đãi, hàng nội địa của Nhật cực kỳ chất lượng rồi. Kéo bếp vàng nhá. Đấy, kéo bếp vàng. Kéo bếp vàng giá của nó sẽ là 30k trên một chiếc và mua lẻ. Còn mua
combo thì sẽ là 100k nhá. 100k là bằng 4 cái luôn, 100.000 4 cái nhá. Giá giảm sốc thanh lý cho bác luôn. Tiếp theo thì bên shop về cho bác dòng sản phẩm đó là cái kéo khui bia nhá. Con này thì nó sẽ là hàng đa chức năng, dày dẫn hơn, chắc chắn hơn. Các bác dùng để mình khui bia này, mở nắp chai này, rồi kẹp cua ghẹ đa chức năng luôn. Hàng rất bén quá nhá, rất bén luôn này, thấy không? Đó, rất bén luôn. Cũng hàng của Nhật, Japan đây. Con này thì nó sẽ dày dẫn hơn, chắc chắn hơn. Có khui bia, có mở nắp chai, có đánh vảy cá, có kẹp cua ghẹ, có phần khuyết để cắt gà. Đây là một con kéo khui bia đa chức năng luôn. Đấy, các bác lên cho em là kéo khui bia nhá, kéo khui bia. Đấy, chuyên dùng để khui bia này, mở nắp chai này, cắt gà, cắt cá, kẹp cua ghẹ đều ok hết nhá. Kéo khui bia giá sẽ là 70.000 cho con kéo khui bia như này. Lên cho em là kéo khui bia, cũng là hàng nội địa của Nhật luôn. Kéo khui bia giá của nó sẽ là 70k nhá, 70.000. Tiếp theo thì bên shop về cho bác dòng sản phẩm đó là cái ổ điện trắng này, ổ điện trắng. Con này thì nó sẽ có cho các bác là 1 2 3 4 5 6 7 ổ cắm này, có công tắc đóng ngắt này, có đèn báo và có hai chân USB như này, dây dài khoảng 2 mét nhá. Lên mã giúp cho em nó là ổ điện trắng, giá sẽ là 60k nhá, 60k. Lên cho em là ổ trắng này, ổ trắng. Giá của nó sẽ là 60.000 cho một con ổ trắng như này. 60k thôi. Giá cực kỳ tốt cho các bác luôn. Giá thanh lý rất tốt cho các bác nhá. 1 2 3 4 5 6 7 7 ổ cắm, hai chân USB, có đèn báo, có công tắc đóng ngắt đàng hoàng. Giá chỉ có 60.000 thôi, giá siêu tốt luôn. Tiếp theo thì bên shop về cho bác dòng sản phẩm đó là cái một cái mẫu chổi để các bác chuyên để rửa ô tô. Đấy. Lau rửa ô tô thì con này rất là tiện. Thường thì nhà bác nào cũng có xe ô tô, xe con. Đấy, thì dùng rất là tiện nhé, các bác chỉ cần là đút vào đây cho em này. Đấy, rất tiện luôn này. Thì mình ô tô thì mình xịt nước vào, sau đó thì mình đưa xà bông vào là mình lau này. Đấy, lau chùi như này thì nó rất là tiện nhá. Nên mã giúp cho em đó là chổi rửa ô tô nhá. Chổi rửa ô tô, giá thì sẽ là, lên mã giúp cho em là chổi rửa ô tô nhá. Giá của nó sẽ là 90k. Đó, 90k cho bọn em chổi rửa ô tô như này. Đấy, con này thì chuyên để các bác rửa ô tô này. Đấy, các bác thì mình chỉ cần là xịt nước lên cho xà bông vào đây này. Đấy, ở đây của nó là nó bằng da và nó máy hết nhá, thì các bác rửa không sợ bị xước xe nhá. Và cái phần này các bác chỉ cần gạt như này thôi, nó rất là nhanh, vừa rửa vừa lau khô được luôn, nó rất là nhanh nhá. À, cái này nó còn rút dài được thêm được khoảng 20 phân nữa các bác này. Đấy, đây các bác có thể rút vào xoáy ra như này. Đấy, rất là tiện này. Tiện chưa các bác ơi? Tổng chiều dài của nó thì sẽ là 1 gang này, 2 gang này, 3 gang, 4 gang, nó vào khoảng là đi 8-90 cm nhá, 8-90 cm. Thì rất tiện luôn để chuyên cho các bác kỳ cọ rửa ô tô này. Các bác có thể rút ra như này, cho dài ra hoặc là mình xoáy vào. Đó thì rất là tiện. Lên cho em là chổi rửa ô tô, giá sẽ là 90k cho mấy em chổi rửa ô tô như này nhá. Rồi ok. Hello, chào các bác quay trở lại với shop Phạm Huấn nhá. Một số các mã hàng bên em tiếp tục về mã mới. Lên video của các bác, các số hotline của bên em các bác có thể liên hệ này. Mã đầu tiên em lên cho bác trong ngày hôm nay đó là bên shop tiếp tục về cho các bác cái vật hoa quả nhá. Đấy thì con này nó rất là đơn giản thôi, về nhà các bác lắp thêm cái cán vào đây này. Đấy, thế là các bác cho vào. Đấy, là mình cứ giật như này là sẽ cái quả nó sẽ rơi vào đây nhá. Sung khế rồi các cái dòng hoa quả là mình cho vào đây, mình chỉ cần là cho cái cán vào, bắt cái ốc vào đây cho em, bắt vít vào đây cho em là nó giữ này. Đấy, sau đó thì mình vợt hoa quả cái thứ rất là ok nhá. Lên mã giúp cho em đó là vợt hoa quả, giá thì chỉ có 50k thôi nhá. Đấy, lên cho em là vợt hoa quả này. Vợt hoa quả nhá. Vợt hoa quả giá sẽ là 50k cho một chiếc như này nhá. 50.000 trong cái vợt hoa quả như này. Đây em sẽ có video thực tế cho các bác xem luôn. Thì mọi người dùng rất dễ, cắm cái xào vào là dùng được trực tiếp ạ. Đây có thể là đi hái xoài này, hái cam quýt các thứ. Đấy các bác này. Đấy. Thì nó được kính là 16 cm, phù hợp với rất nhiều loại hoa quả. Thì khi mọi người giật định nó có cái lạnh đó là sẽ cài vào và giật rơi vào cái giỏ của mọi người, không bị rơi ra ngoài, không bị giật hoa quả nhá. Đó, rất tiện luôn nhá. Tiện lợi ạ. Lên em là vợt hoa quả nhá, giá sẽ là 50k nhá. Tiếp theo thì bên shop về cho bác cái bộ nạo 5 món này. Đấy, bộ nạo 5 món thì nó sẽ là một cái bộ bao gồm là 5 chiếc như này. Đấy, combo cho bác 5 chiếc luôn. Đây. Đấy. Bộ nạo 5 món nhá. Giá thì đợt này giá thanh lý cho bác giá chỉ còn 60.000 thôi. 60.000 cho một cái bộ nạo 5 món như này. Đấy, 60.000 cho cái bộ nạo 5 món, tính ra vào chưa đến 20.000 nhá, nó vào khoảng 12.000 cho món như này thôi. 1 2 3 4 5. 60.000 cho cái bộ nạo 5 món như này nhá. Đấy. Cái này thì các bác dùng để gắp nóng bát đĩa đây. Đấy, gắp nóng bát đĩa thì các bác đưa vào. Đấy, các cái bát cái đĩa các bác đưa vào, các bác kẹp ra cho em là xong. Đây, cái này để gắp nóng bát đĩa này. Đấy, còn cái này thì để nạo vỏ, nạo sợi này, làm vảy, làm gà, làm cá này. Đấy, còn cái này cũng là nạo sợi, nạo vỏ này. Cái này cũng nạo sợi, nạo vỏ luôn. Còn cái này thì các bác làm lòng, làm niếc, nói chung là đa di năng nữa, rất là tiện luôn. Cái lên cho em là bộ nạo 5 món, giá sẽ là 60.000 nhá. Đấy, lên cho em là nạo 5 món, giá sẽ là 60.000. Đấy, lên cho em là bộ nạo 5 món này. Bộ nạo 5 món, bộ nạo 5 món giá chỉ có 60k thôi nha. 60k cho cái bộ nạo 5 món như này, rất hợp lý cho bác luôn. Tiếp theo thì
lên shop về cho bác cái sản phẩm đó là cái nắp cống đồng ngăn mùi nhá. Đây nó sẽ là một cái nắp cống bằng đồng như này. Đấy. Thì nó sẽ là một cái dạng van ngăn mùi, thì các bác để vào trong cái thoát sàn nhà tắm, nhà vệ sinh, toilet giúp cho em. Đó, thì khi mà các bác để vào thì nước nó chảy thì nó mới mở nhá, còn là nó luôn luôn là tình trạng đóng. Khi nước nó chảy nó sẽ mở ra. Còn lại là nó sẽ luôn đóng như này và nắp bằng đồng nhá. Lên cho em là nắp cống đồng. Con này thì bên shop đang bán là 50.000. Đợt này về cho bác giá chỉ còn 40.000 thôi. Lên cho em là nắp cống đồng này. Đó, nắp cống đồng. Giá của nó sẽ là 40.000 nhá. 40.000 cho một cái nắp cống đồng như này. Đây em sẽ có video thực tế cho các bác xem luôn. Đây các bác này. Đấy. Đậy và phát hết luôn các bác nhá. Đó, các bác theo. Rất kín luôn. Đó. Nước chảy thì là nó sẽ mở và đóng lại thì nó sẽ đóng nhá. Rất tiện nhá. Đó. Rất tiện ích luôn. Giá thì chỉ có cho các bác là 40.000 cho cái nắp cống đồng ngăn mùi như này thôi. Giá rất hợp lý cho bác luôn. Lên cho em là nắp cống đồng ngăn mùi. Giá sẽ là 40.000 một chiếc nhá. Rất tiện ích cho các bác sử dụng luôn. Đấy, đặt vào cho em là xong này. Sử dụng dễ dàng. Đấy. Giúp ngăn mùi rất là tốt luôn. Đó, các bác thấy chưa? Nước xả xong cái đóng ngay. Đấy, đậy và phát khít luôn các bác nhá. Tiếp theo thì bên shop về cho bác là sản phẩm đó là cái găng tay thức ăn nhá. Một hộp này của nó thì từ 80 đến 100 chiếc, chuyên để các bác sử dụng mình làm thực phẩm, làm thức ăn. Đấy, đồ ăn sống, đồ ăn chín, bóp nem, bóp nộn, hoặc là các bác dùng để mình vệ sinh chứ cũng ok hết. Găng tay của nó thì là bằng ni lông lụa nhá. Ni lông lụa cực kỳ bền đẹp và an toàn với sức khỏe luôn. Các bác, nó bằng lụa này, có độ giãn rất là tốt này. Một hộp này sẽ là 25k. Số lượng của nó thì từ 80 đến 100 cái. Đây, các bác chỉ cần là đeo vào cho em là xong rồi. Đấy. Đây. Các chỉ cần đeo vào cho em là xong. Tay to, tay nhỏ, tay lớn, tay bé đeo được hết nhá. Dòng này thì nó khá là ôm tay và dùng nó rất là thật luôn. Và nó sẽ là bằng dạng như là bằng thuộc là nó thuộc cái dạng là túi bóng ni lông lụa. Thế nên là nó rất là dài, rất là dài. Thì các bác dùng rất là thích, không lo bị đứt nhá. Giá này sẽ là 25.000. Lên cho em là găng tay thức ăn nhá. Đấy. Găng tay thức ăn này, giá sẽ là 25k nhá, 25k. Tiếp theo thì bên shop về cho bác cái sản phẩm đó là cái miếng dán ngải cứu. Đấy, miếng dán ngải cứu. Đây, nó sẽ là một cái miếng hình tam giác như này. Các bác có thể dán vào cổ đây, nó dán vào cổ như này. Cổ, vai, gáy rồi bắp tay, bắp chân nhá. Đấy. Các bác bị đau cổ, vai, gáy, bắp tay, bắp chân, dán hết được cho em, đốt sống lưng, đốt sống cổ nhá. Lên cho em là miếng dán ngải cứu nhá. Đấy. Miếng dán ngải cứu này. Dán ngải cứu, giá sẽ là 25k trên một hộp như này nhá. 25.000 hộp miếng dán ngải cứu này. Tiếp theo thì bên shop về cho bác mã sản phẩm đó là cái đồng hồ T8 nhá. Đấy, đồng hồ T8 đặt về cho bác cái mẫu vỏ hộp mới. Đấy, còn lại là đồng hồ thì vẫn như vậy thôi. Đấy, đồng hồ thân bằng nhôm này, thân bằng nhôm. Đấy, có 2 dây và 1 đốc sạc như này. Hàng cực kỳ xịn sò và cao cấp cho các bác luôn. Lên cho em đồng hồ T8 giá sẽ là 170.000 nhá. Đấy. Dòng này thì khi các bác nhận được hàng thì đa số nó sẽ là hết pin. Thì về nhà các bác sạc pin vào cho em. Hàng vận chuyển từ nước ngoài về đa số nó hết pin nhá. Con này thì có chức năng cho các bác là đo huyết áp này, đo nhịp tim và rất là nhiều chức năng khác nữa nhá. Đấy, lên cho em là đồng hồ T8 này. Đấy, T8 Pro đây. Giá sẽ là 170k nhá. 170k cho con đồng hồ T8 như này. Tiếp theo thì bên shop về cho bác cái dòng sản phẩm đó là cái bộ ví hồng nhá. Đấy, bộ ví hồng. Bộ ví hồng này thì bên shop đang bán cho các bác với giá đó là 60.000 cho một cái bộ ví hồng như này. Đấy, đợt này về cho bác giá chỉ còn là 50k thôi nhá. 50.000 cho bộ ví hồng như này. Bộ này thì sẽ bao gồm cho các bác là 1 2 3 cái bấm móng này. Đấy, một cái cắt da này. Đấy, rồi là kéo tỉa lông mũi, rồi đầy đủ bộ sản phẩm như này. Lên mã giúp cho em là ví hồng nhá. Giá của nó sẽ là 50.000. 50.000 cho bộ ví hồng này thôi. Trước em đang bán là 60.000. Đặt này về cho các bác cái giá rất tốt luôn. 50.000 cho một cái bộ ví hồng như này. Các bác có thể mua để mình trải nghiệm, mình sử dụng không nhá. Lên mã giúp cho em là ví hồng. Giá sẽ là 50k. Giá cực kỳ tốt cho bác luôn. Ví hồng này. Đó. Ví hồng giá sẽ là 50k một chiếc nhá. 50k cho một cái bộ ví hồng như này. Tiếp theo thì bên shop về cho bác cái dòng sản phẩm đó là cái tẩy xanh nhá. Tẩy xanh. Con này thì các bác chuyên dùng để mình tẩy son nồi. Đấy, tẩy son nồi, tẩy vành bánh ô tô. Dùng rất là ngon luôn. Giá sẽ là 25k. Đây nó có được tốt như quảng cáo không mọi người? Cùng mình thử nhá. Tiện cái chảo của mẹ mình đang bẩn, thế là mình mang ra dùng luôn. Theo hướng dẫn sử dụng thì mọi người chỉ cần làm ướt chảo và bôi cái kem lấy lên cái phần cần làm sạch. Sau đó dùng cái búi rửa bát và chà trong vòng 2 đến 3 phút rồi xả qua nước, và đây là kết quả. Uầy, nó sạch thật sự luôn. Mọi người thấy cái sự khác biệt giữa hai bên không? Đây, mình sẽ làm sạch hết cả cái chảo này cho mọi người thấy sự thay đổi thế nào nhá. Kiểu không ngờ cái này lại công dụng tốt như vậy ấy. Cái chảo ấy trông nó mới ra bao nhiêu phần liền. Uầy, cái kem rất ok các bác nhá. 25k lên em là tẩy xanh. Các bác lên cho em là tẩy xanh, giá sẽ là 25.000 nhá. Đấy, lên cho em là tẩy xanh này, giá sẽ là 25k. Đó, 25k trong cái hộp tẩy xanh như này. 25k các bác nhá. Đó.
Tiếp theo thì bên shop về cho bác cái dòng sản phẩm đó là cái dầu gội đầu hàng của Thái Lan nhá, thương hiệu Clear. Đấy, dầu gội đầu Clear. Đấy, và hàng của Thái Lan. Con này thì bên shop bán rất là nhiều đây. Đấy, dung tích của nó thì vào khoảng là trên 400ml các nhá, trên 400ml. Chai này là 450ml các này. Đấy, 450ml trong một chai như này. Đấy, có màu xanh và màu trắng như này. Đem lại giúp cho em là dầu gội đầu Clear nhá, giá của nó sẽ là 90k nhá, 90k cho một lọ dầu gội đầu Clear như này. Con này dùng rất là thích luôn. Đấy. Tiếp theo thì bên shop về cho bác cái dòng sản phẩm đó là kia bộ quần áo mưa nhá. Đấy, bộ quần áo mưa. Đây, hàng thương hiệu Tú Phong, VIP luôn coi nhá. Đấy, VIP Pro luôn. Sản phẩm sẽ bao gồm cho bác là một quần và một áo này. Hàng chất lượng cho bác luôn. Giá sẽ là 195k nhá. 195.000 cho bộ quần áo mưa như này đây. Mặc vào nó sẽ đúng như trên hình như này các bạn. Đây, đúng như trên hình như này các bạn nhá. Đấy, rất đẹp, hai lớp dày dẫn cho bác luôn, 195.000. Cái này các bác ra cửa hàng mua nó sẽ bán cho bác khoảng là 250-300 nhé. Tiếp theo thì bên shop về cho bác cái dòng sản phẩm đó là cái máy đọc thẻ này. Đấy, bộ sản phẩm sẽ bao gồm cho bác là một máy, một cái bộ thẻ và một cái cáp sạc. Đấy, đây cái máy của nó đây, về nhà các bác bật cái nguồn này lên cho em. Đấy, bật cái nguồn lên các bạn. Đấy, và các bác bắt đầu sử dụng mình nhá. Ở đây thì nó sẽ có khá nhiều các cái chủ đề cho các bác lựa chọn này. Đây, đấy. Đấy, có cả tiếng Anh và tiếng Việt luôn nhá. Đấy, và ở đây thì nó sẽ có tới cho các bác là 220 chủ đề này các bác này. Đấy, rất là nhiều chủ đề khác nhau luôn. Đấy, rất nhiều thẻ với nhiều chủ đề khác nhau nhá. Gia đình, rồi cây cối, rồi trường học, rồi xe cộ. Đấy, song ngữ tiếng Anh tiếng Việt luôn cho các trẻ em nó chơi đây. Đấy, các chủ đề màu này. Đấy, rất tiện ích luôn. Giá sẽ là 90k nhá. 90k lên mã giúp cho em là máy đọc thẻ này. Đấy, máy đọc thẻ. Máy đọc thẻ, giá sẽ là 90k. Đó. Tiếp theo thì bên shop về cho bác cái sản phẩm đó là cái bộ dao sói này. Bộ dao sói giá sẽ là 100.000 cho một cái bộ dao sói như này. Bộ này thì khá là tiện ích cho các bác sử dụng luôn nhá. Đấy, sản phẩm thì sẽ bao gồm cho các bác là đây. Đấy, sẽ có cho các bác như này. Đấy. Đây, đấy. Sản phẩm thì sẽ bao gồm cho các bác là 3 con dao. Đấy, có cho các bác là 3 con dao, một cái nạo và một cái gắp như này. Đấy, 3 con dao, một cái nạo, một gắp như này. Giá thì chỉ có cho các bác là 100.000 thôi. Lên mã tiếp theo là bộ dao sói nhá. Giá sẽ là 100k. Hàng siêu sắc bén cho các bác luôn.